Trước tiên thì em xin kính chào quý anh chị. Như anh Phát vừa chia sẻ đó, thấp thoáng thôi em cũng không ngờ là đã 7 năm rồi. Thời gian trôi qua mau quá. 7 năm cũng có nhiều thay đổi, có nhiều biến chuyển. Nhưng mà chúng ta cùng tạ ơn Chúa là thứ nhất là chúng ta vẫn còn tồn tại, rồi chúng ta vẫn còn tiếp tục cộng tác với nhau để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, cụ thể là qua phục vụ chương trình canh tân đời sống hôn nhân gia đình, là một cái mục vụ hết sức quan trọng trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay đang gần như là hết rượu rồi. Cho nên vì vậy mà cái mục vụ canh tân đời sống hôn nhân gia đình của các anh chị là hết sức cần thiết. Cho nên cũng nhân đây cảm ơn tất cả các anh chị trong nhiều năm qua đã cố gắng, dù rằng cuộc sống bận rộn với cơm áo gạo tiền, với đời sống hôn nhân gia đình của chính bản thân các anh chị, nhưng mà các anh chị cũng luôn hướng tới để rồi sẵn sàng quảng đại đủ để cộng tác với nhau, để mà giúp cho các gia đình. Cái điều đó rất là quý trong xã hội cũng như là trong giáo hội ngày hôm nay. Cho nên cảm ơn các anh chị, và cũng rất là hân hạnh để rồi có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ với các anh chị hôm nay. Và cái đề tài ngày hôm nay mà chúng ta muốn chia sẻ với nhau đó là thinh lặng nội tâm. Thinh lặng nội tâm. Trước khi nói về thinh lặng thì chúng ta thấy rằng trong xã hội ngày hôm nay thì nhiều người khi chưa quen với thinh lặng, khi chưa quen với thinh lặng, khi chưa hiểu được cái giá trị của thinh lặng, thì đôi khi họ cho thinh lặng là những cái giây phút mà nó ngượng ngùng. Ví dụ như người ta gặp nhau, người ta chưa có quen biết nhau rõ, thế là người ta không biết nói cái gì, thế là nó ngại ngùng nào. Hoặc là đôi khi có những lúc mà chúng ta thấy rằng mọi người đang nói chuyện rôm rã, được có cái ai nói cái câu gì đó hay có cái chuyện gì xảy ra đó, rồi tự nhiên mọi người gần như là đứng hình, không biết là nói cái gì nữa cả. Những cái giây phút thinh lặng nó rất là ngượng ngùng ha. Hoặc là bây giờ mà gặp nhau mà không biết nói cái gì. Hoặc là ví dụ như bây giờ em đang chia sẻ với các anh chị, rồi tự nhiên em quên cái ý tưởng của mình, hay là tự nhiên không biết nói cái gì nữa, thì những cái giây phút thinh lặng đó nhiều khi nó cảm thấy nó ngượng ngùng, nó hơi cái gì đó nó không có được tự nhiên. Cho nên vì vậy một số người cảm thấy rằng họ cảm thấy khó chịu ở trong những giây phút thinh lặng đó. Họ cho là thinh lặng là những cái gì đó nó ngượng ngùng, nó không có được tự nhiên, không được thoải mái. Ngay cả đối với người Công giáo của chúng ta thấy nhiều khi vào trong nhà thờ đó, và đặc biệt là các ông các bà đến nhà thờ thì cứ đến nhà thờ là phải đọc kinh. Cho nên ngồi trong nhà thờ mà không đọc kinh á, một lúc lâu là tự nhiên cảm thấy nó khó chịu, rồi có khi là quay sang bắt đầu nói chuyện với nhau. Mà chúng ta cũng thấy là khi ở một cái đám đông mà đang nói chuyện như vậy thì bắt lên một câu kinh hay một bài hát thì tự nhiên là gì? Là mọi người cũng yên lặng. Tức là cho nên là người ta chưa có cái thói quen với cái sự thinh lặng, và cho thinh lặng đó là một cái gì đó nó không có tự nhiên, nó ngượng ngùng. Rồi đôi khi người ta cũng dùng cái sự thinh lặng để mà trả thù, trả đũa lẫn cho nhau. Ví dụ một cái câu mà khi em về Việt Nam làm việc đó, đặc biệt ở ngoài Bắc, ta cũng có thấy một số các ông, các anh thỉnh thoảng đọc cái câu Tiếu Lâm như thế này: ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Thế là đôi khi người ta cũng có thể dùng cái sự thinh lặng để tra tấn lẫn nhau nữa, đúng không nào? Khi chúng ta không ưa một người nào, không thích một người nào, hoặc chúng ta giận một người nào, chúng ta không nói chuyện, chúng ta không đối thoại. Thế là có những lúc người ta cũng có thể dùng sự thinh lặng để mà trả đũa lẫn nhau, để mà tra tấn lẫn nhau, để trả thù lẫn nhau cũng có nữa. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta nói tới sự thinh lặng là chúng ta phải nói tới cái sự thinh lặng tích cực. Như lúc đầu giờ anh Phát có nói đó, một cái sự thinh lặng để mang lại chúng ta năng lượng trong cuộc sống, hiệu quả trong công việc, hiệu quả trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống đức tin, chứ không phải là cái thinh lặng để mà trả thù, trả đũa, hay là cái thinh lặng của ngượng ngùng, hay là cái thinh lặng khi không biết nói gì. Cho nên vì vậy khi chúng ta hiểu tới sự thinh lặng này, đặc biệt là khi nói tới thinh lặng nội tâm, thì chúng ta phải nói tới cái năng lượng tích cực đó, nói tới sự thinh lặng tích cực đó. Thế giờ
Cái điều đầu tiên để chúng ta nói tới thiền lặng đó là phải nói tới cái thiền lặng có thể dùng cái từ là tiếng Anh gọi là physical silence, hay là nói là cái sự thiền lặng về về bên bên ở bên ngoài. Để giúp chúng ta có cái sự thiền lặng ở nội tâm bên trong thì trước tiên chúng ta phải nuôi dưỡng cái sự thiền lặng ở bên ngoài đã, rồi mới có ở bên trong được. Thế là bây giờ làm sao để nuôi dưỡng những cái thiền lặng ở bên ngoài? Một cái điều đầu tiên là gì? Đó là chúng ta phải tập lắng nghe. Phải tập lắng nghe. Bởi là con người không cố tình, nhưng mà vô tình thôi. Chúng ta thích nói. Chúng ta thích nói về những cái sự hiểu biết của chúng ta, về kiến thức của chúng ta. Chúng ta có khi muốn nói về những cái câu chuyện của cá nhân bản thân mình. Chúng ta có khi thích nói về những điều mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, chúng ta học hỏi được. Đa số là vô tình thôi. Chúng ta nói. Thế là bây giờ để cho chúng ta tập cho chúng ta có một cái sự thinh lặng, đầu tiên là chúng ta phải tập để mà lắng nghe. Bởi vì nếu mà không có lắng nghe thì không có thinh lặng, thì không có lắng nghe được. Cho nên tập lắng nghe là chúng ta đang tập giữ thinh lặng rồi. Mà ông các anh chị cũng nghe thường xuyên rồi, là Chúa tạo dựng nên chúng ta là chỉ có một cái miệng thôi mà có hai cái lỗ tai, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta nghe nhiều hơn là nói. Nhưng mà đôi khi vô tình chúng ta hay nói lắm, không với ý tưởng, với cái ý tưởng xấu, ý tưởng tốt thôi. Đôi khi chúng ta muốn nào là chia sẻ những cái kiến thức của chúng ta, chia sẻ những kinh nghiệm của chúng ta. Hoặc là nhiều khi ngày hôm nay thì chúng ta coi tin tức, nghe tin tức, chúng ta cũng muốn chia sẻ, thảo luận với nhau. Hay đôi khi muốn nói về những câu chuyện của chính mình, mà đôi khi quá nhiều chuyện, để rồi chúng ta không còn lắng nghe được nữa. Thì chính bản thân chúng ta phải thinh lặng để chúng ta tập lắng nghe người khác. Đó là cái điều đầu tiên để cho chúng ta có thể có được cái sự thinh lặng. Cái điểm thứ hai để giúp chúng ta có được cái thinh lặng đó là gì? Là chúng ta phải tập để mà phát triển cái khả năng, những cái quan sát xung quanh mình. Quan sát xung quanh mình, đặc biệt đối với các anh chị là đa số sống ở thành phố, ở Sài Gòn, thì rất là ồn ào, đúng không nào? Sáng ngày ra ngoài đường là xe cộ, rồi còi xe, rồi đủ thứ cả. Cho nên rất khó để mà để ý những cái gì nó đang diễn ra ở xung quanh mình. Có thể là một tiếng chim hót, có thể là một chiếc lá rơi, đó, một cái tiếng động nào đó. Chúng ta phải bắt đầu tập để cho những cái giác quan của chúng ta nó nhạy cảm hơn với những cái gì đang xảy ra xung quanh mình. Và để cho chúng ta tập cái thói quen cả những cái gì đang xảy ra xung quanh mình thì cũng đòi hỏi cái sự thinh lặng cả bên ngoài và lẫn bên trong nội tâm. Thì chúng ta mới có thể quan sát được những cái gì đang xảy ra xung quanh mình. Những cái gì đang xảy ra xung quanh mình hết sức là quan trọng. Ví dụ ở trong các đan viện đó, trong đan viện thì các đan sĩ thông thường là họ không có nói chuyện với nhau, là bởi vì phải giữ thinh lặng. Trong các đan viện thì có thinh lặng ban ngày và thinh lặng ban đêm. Thinh lặng ban ngày đó thì có nghĩa là họ cũng chỉ nói với nhau khi mà cần thiết thôi, hoặc là nói với nhau ở những cái nơi chốn và những cái khoảng thời gian được phép thôi. Còn bình thường lại họ làm việc trong thinh lặng. Ví dụ khi họ đi dạy học thì họ phải nói rồi. Nhưng mà khi họ làm việc chân tay hay làm việc gì họ thinh lặng. Thế là có cái sự thinh lặng ban ngày. Nhưng sự thinh lặng ban ngày thì nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì sao? Khi cần nói thì vẫn có thể nói. Hoặc là có những cái nơi trốn để nói. Hoặc là có những giờ để nói. Rồi họ lại có cái gì? Cái thinh lặng ban đêm nữa. Cái thinh lặng ban đêm gọi là thinh lặng thánh đó. Thì nó ngặt hơn. Tức là hoàn toàn không nói cái gì cả. Rồi trong các giờ cơm, một ngày ăn ba bữa họ cũng không nói chuyện. Ăn sáng trong thinh lặng, ăn trưa trong thinh lặng để nghe đọc sách, ăn chiều trong thinh lặng để nghe đọc sách. Thế là chúng ta nghĩ rằng trong một ngày sống mà họ thinh lặng nhiều như vậy, họ không có cơ hội để mà nói chuyện với nhau, thì có lẽ là có khi họ không hiểu biết nhiều về nhau. Nhưng mà không phải vậy. Họ rất biết. Bất cứ một cái chuyện gì nho nhỏ xảy ra thôi, họ đều cảm nhận được cả. Chính trong cái sự thinh lặng, nó làm cho những cái giác quan của người ta trở nên rất là nhạy bén. Nhiều khi sống trong cái môi trường ồn ào hoặc là nói năng nhiều quá, nó làm cho những cái cảm giác, những giác quan ta một cách nào đó, nó bị cồn trụt đi.
Nếu rồi nhiều khi chúng ta không cảm nhận được nữa. Ví dụ như em vừa chia sẻ với anh chị đó, là ngay sống trong cái môi trường thành phố đó, nhiều khi quá ồn ào đấy rồi, chúng ta không còn bao giờ, không biết là bây giờ anh chị cứ ngồi lại hỏi xem mình xem đã bao lâu rồi mình không còn nghe thấy cái tiếng chim hót nữa. À, tất nhiên có thể ở Việt Nam là có con chim nào trẻ con nó bắn chết, nó nướng rô ti hết rồi, chân đâu còn chim nào đâu mà hót vào nào. Nhưng mà thử xem là lần lần cuối mà mình nghe tiếng chim hót là cách đây bao lâu rồi. Cái lần cuối cùng mình nhìn thấy, mình cảm nhận được một chiếc lá rơi, một cơn gió nhẹ thoáng qua, một tiếng mưa rơi, chúng ta cái lần cuối mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta nghe được điều đó cách đây bao lâu rồi. Thế là chúng ta phải tập làm sao để cho chúng ta bắt đầu ý thức được, phát triển được những cái sự việc quan sát, những cái sự việc đang xảy ra xung quanh chúng ta. Đến một lần nữa, những cái giác quan của chúng ta được nhạy bén, để chúng ta gì, để chúng ta bắt đầu ngắm nhìn cái sự đẹp đẽ, cái sự huyền diệu ở trong vũ trụ này mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Rồi cái điểm thứ ba nữa, để giúp cho chúng ta có thể phát triển cái thinh lặng bên ngoài và đặc biệt cả thinh lặng nội tâm nữa, là chúng ta bắt đầu phải đánh giá lại, xem lại những cái mối liên hệ, những mối quan hệ của chúng ta trong gia đình cũng như bạn bè. Trong gia đình, trong bạn bè, lúc nãy khi mà em nói về các đan sĩ trong các đan viện mà họ thinh lặng như vậy đó, thì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ô, họ không nói chuyện với nhau như vậy thì làm sao họ có thể hiểu nhau, làm sao họ có thể thông cảm với nhau, làm sao họ có thể biết nhau theo nào, nhất là trong đời sống gia đình, trong cộng đoàn, trong đời sống giao tiếp bạn bè. Thì một trong những điều để cho chúng ta có thể hiểu nhau, biết nhau được, đó là chúng ta phải đối thoại trò chuyện, nó quan trọng lắm. Nhưng mà thinh lặng cũng không kém phần quan trọng trong các mối quan hệ, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chúng ta phải thinh lặng để rồi chúng ta bắt đầu mới cảm nhận được, cho nên các đan sĩ đấy, dù rằng họ không nói nhiều, nhưng mà họ rất hiểu nhau. Trong nhà cơm thinh lặng như vậy, không ai nói câu gì cả, nhưng mà một cử chỉ, một ánh mắt thôi, họ hỏi, họ hiểu được rằng cái người kia đang muốn nói cái gì, cái người kia đang cần cái gì. Và người đó đang muốn đối thoại cái việc gì. Cho nhiều khi chúng ta nghĩ rằng trong các mối liên hệ đó, là chúng ta cứ phải email qua email lại, rồi nhắn tin qua nhắn tin lại, rồi phải gọi điện thoại thường xuyên, thì như vậy mới là một cái mối liên hệ mật thiết. Nó không phải vậy. Nếu mà một cái mối quan hệ mà cứ tối ngày phải liên lạc, nếu không liên lạc thì sẽ có vấn đề, thì có khi cái mối liên hệ đó không có bền chặt và không có cái chiều sâu. Bởi vì nếu một cái mối liên hệ có chiều sâu thực sự thì người ta không đòi hỏi và không cần thiết phải tối ngày nhắn tin, tối ngày điện thoại hay tối ngày email. Tức là chính những cái sự email, nhắn tin, điện thoại đó nó cũng làm ồn ào và nó làm mất đi cái sự thinh lặng nội tâm cần thiết ngay cả trong những cái liên hệ giữa người với người. Đúng, trong cái mối liên hệ gia đình, bạn bè, trong công việc, trong cộng đoàn thì chúng ta cũng phải có những cái sự chia sẻ để cảm thông hiểu cho nhau, nhưng mà sự thinh lặng không không kém phần quan trọng đâu. Mà đôi khi chúng ta liên lạc quá nhiều, thông tin quá nhiều thì có khi chúng ta lại cảm không có cái chiều sâu trong những cái liên hệ trong gia đình cũng như là trong cộng đoàn và trong bạn bè, trong công việc nữa. Cho nên để chúng ta nhìn lại, đánh giá lại, làm sao để sắp xếp lại những cái liên hệ trong gia đình của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, nó cũng giúp cho chúng ta về vấn đề thinh lặng nội tâm. Cái cách mà lâu nay chúng ta liên hệ với nhau, chúng ta đối thoại với nhau như thế nào, chúng ta cũng phải xem lại để giúp chúng ta đánh giá cái thinh lặng nội tâm đó. Rồi cái điểm thứ bốn nữa, đó là chúng ta có thể là nên cần dậy sớm hơn một chút trong ngày sống. Bởi chúng ta thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay rất là bận rộn. Khi chúng ta bắt đầu công việc thì hầu như nó không còn sự thinh lặng nữa. Ra đường là xe cộ ồn ào, rồi vào trong hãng, trong xưởng hay bất cứ công việc thế ồn ào lắm. Cho nên có thể để cho chúng ta có những cái giây phút thinh lặng nội tâm thì có khi chúng ta cần phải dậy sớm hơn một chút. Buổi sáng sớm, và đặc biệt là tránh được thì nhiều người thì vừa mới sáng mở dậy, mắt mở ra, đánh răng rửa mặt xong ra sao là đã mở nhạc ầm ầm lên, đang uống cà phê rồi hút thuốc lá thì đã có nhạc rồi. Thế chúng ta cần phải có cái những giây phút
thinh lặng sớm trong ngày. Cái điều đó nó làm cho đầu óc của chúng ta minh mẫn hơn, sáng suốt hơn. Đó. Nó mới mẻ hơn. Thế là dậy sớm một chút trong ngày để rồi chúng ta có thể cảm nghiệm được cái sự yên lặng của bình minh. Của một ngày mới, nó rất quan trọng, cái thói quen đó. Dậy sớm hơn một chút. Mà để dậy sớm hơn chút thì có khi là tối hôm trước cần phải đi ngủ sớm hơn một chút. Để rồi chúng ta có thể dậy tỉnh dậy sớm một chút để có một cái ít nhất là 5 phút, 15 phút thinh lặng. Để chúng ta quan sát, nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất. Có khi là ngồi xuống nhìn lên bàn thờ, thinh lặng 3 phút, 5 phút trước khi chúng ta đi làm, trước khi chúng ta ra khỏi nhà. Để có cái giây phút thinh lặng đầu ngày đó, để nó như là một cái nền tảng cho ngày sống của chúng ta. Đó. Hay là cũng có cái thời gian để chúng ta biết sao, chúng ta thinh lặng, chúng ta sắp xếp có thời gian để mà suy nghĩ, để sắp xếp cái chương trình trong ngày hôm nay. Đó. Thế là đó là cái dậy sớm hơn một chút trong buổi sáng, đó cũng là cái điều tốt. Rồi cái điểm thứ năm nữa là gì? Là chúng ta hãy tập cho chúng ta có cái thói quen gọn gàng. Gọn gàng trong nhà ở của chúng ta, gọn gàng trong cái nơi làm việc của chúng ta, nó cũng giúp cho cái sự thanh lặng. Bởi vì như thế này này, khi một căn nhà hay là một cái văn phòng chỗ làm ta mà nó không gọn gàng đó, mà chúng ta làm thì chúng ta cũng phải tìm đó, thì chính cái điều đó nó cũng xáo trộn tâm lý của chúng ta, xáo trộn tâm trạng của chúng ta. Cho nên cái sự gọn gàng ở trong gia đình, trong nơi làm việc, trong nơi sống của chúng ta, nó cũng giúp cho chúng ta thanh lặng, nó giúp cho chúng ta bình an. Thánh Biển Đức đó, tổ phụ của dòng Biển Đức đó, ngài nói là gì? Là để cho một cộng đoàn mà được sống bình an thì phải có giữ gìn cái sự trên dưới trật tự rõ ràng. Khi mà trong cuộc sống của chúng ta, trong những liên hệ của chúng ta, trong gia đình ta, mà mọi sự nó có một cái sự trật tự rõ ràng, gọn gàng, ngăn nắp, thì nó cũng dễ giúp cho chúng ta bình an, dễ giúp cho chúng ta lắng đọng tâm hồn của mình xuống hơn. Bởi vì chúng ta sao? Chúng ta biết rằng tìm cái gì, biết nó nằm ở đâu, biết nó nằm ở đó. Chúng ta không phải lo lắng, chúng ta không phải gọi là rối lên. Mà chúng ta lắng đọng xuống được. Lắng đọng xuống được. Thế là cái sự gọn gàng, ngăn nắp, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta luôn cả cái nội tâm ở trong tâm hồn của chúng ta, cái thanh lặng nội tâm đó. Rồi cái điểm thứ 6, đó là chúng ta cần phải thực tập cái sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn cũng giúp cho chúng ta cái sự thanh lặng ở trong tâm hồn, ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta kiên nhẫn trong cuộc sống, kiên nhẫn ngay cả với chính bản thân mình nữa. Ví dụ đi đứng làm việc chúng ta chậm rãi lại một chút. Ngày hôm nay là hầu như cái gì cuộc sống nó cũng chạy đua cả. Thế là đi cũng phải đi nhanh, ngồi là có khi cũng phải ngồi vội vàng, nói cũng phải nói vội vàng. Thế là cái gì cũng vội vàng, cái gì cũng phải nhanh chóng. Mà rồi cuối cùng sao? Chúng ta cũng trở nên không còn kiên nhẫn đủ với chính bản thân chúng ta, và khó kiên nhẫn với những người khác. Cho nên kiên nhẫn cũng giúp cho chúng ta thanh lặng nội tâm. Từ từ em nào cũng có, lao nháo thì em có em không nào. Thế là từ từ thong thả lại, nó cũng giúp cho chúng ta có cái sự thanh lặng nội tâm. Đôi khi đặc biệt là sống trong một cái xã hội mà nó quá bận rộn với công việc. Nào là cái công việc để kiếm ăn, công ăn việc làm đó. Rồi nào là công việc tại gia đình, cơm nước, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi lại tới công việc ở nhà thờ, công việc của phong trào canh tân đời sống hôn gia đình, tức là nó đủ thứ công việc cả. Nó làm cho chúng ta mất kiên nhẫn đi. Và trong sự mất kiên nhẫn đó, nó cũng làm cho chúng ta đánh mất luôn cả cái sự thanh lặng nội tâm. Cho nên chúng ta phải chậm lại. Phải chậm lại. Phải kiên nhẫn hơn. Phải chậm lại. Mà cái điều này rất là khó chứ không có dễ phòng các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay là cả xã hội, một cái guồng máy nó cứ chạy nhanh như vậy. Bây giờ mình chậm lại thì một cách nào gần như là mình đang đi ngược lại cái guồng máy đó. Thì nó rất là khó. Cho nên nó đòi hỏi một cái sự quyết tâm và một cái sự tập luyện. Chứ không phải là dễ. Rồi cái điểm thứ 7 mà chúng ta có thể tập để giúp chúng ta có cái sự thanh lặng nội tâm nữa,
đó là chúng ta hãy tập sống cái giây phút hiện tại. Tập sống cái giây phút hiện tại. Nhiều khi đã làm ngày hôm nay nhưng mà đã lo cho tới công việc của ngày mai rồi, cho tới tuần tới, cho tới tháng tới rồi. Nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta không có sự chuẩn bị trong công việc, không có cái chương trình. Không, chúng ta cần phải có chương trình, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị, chúng ta cần có sự sắp xếp. Tuy nhiên, phải tập sống cái giây phút hiện tại. Ngay cả trong đời sống đức tin, Chúa không có làm việc với một cái gì là chưa tới, mà với con người cụ thể của chúng ta ngày hôm nay này. Tập sống giây phút hiện tại, như lời của Đức Hồng Y Thuận đó, Francisco Savio, Nguyễn Văn Thuận, Ngài nói là nếu như mỗi ngày chúng ta sống cái giây phút hiện tại trọn vẹn đó, mà mỗi ngày chúng ta sống trọn vẹn, thì cuộc đời của chúng ta sẽ là chuỗi dài của những cái ngày trọn vẹn. Chứ nhiều khi ngày hôm nay sống hôm nay, nhưng mà cứ nghĩ về quá khứ ngày hôm qua, chúng ta có những lỗi lầm gì, hay là cái gì được, cái gì chưa được, rồi lại lo lắng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Thế là cả đời chúng ta không bao giờ sống giây phút hiện tại cả. Toàn sống cho quá khứ hay là sống cho tương lai thôi. Mà nếu chúng ta sống giây phút hiện tại tốt thì đó là cái cách chuẩn bị hay nhất cho tương lai. Bởi vì ngày hôm nay tốt thì ngày mai sẽ tốt. Không có cái gì chuẩn bị cho tương lai tốt hơn là sống trọn vẹn cái giây phút hiện tại. Mà chính cái giây phút hiện tại đó, nó làm cho chúng ta chậm lại, làm cho chúng ta lắng đọng xuống. Chúng ta thấy là Chúa Giê-xu khi đi rao giảng tin mừng rất là bận rộn. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, người ta đến gặp Chúa Giê-xu, lắng nghe Chúa Giê-xu, rồi xin Chúa Giê-xu trừ tà, trừ quỷ, rồi chữa lành bệnh tật, đủ thứ mọi sự cả. Rất là bận rộn như vậy, nhưng mà Chúa Giê-xu vẫn luôn luôn sống giây phút hiện tại, đặc biệt là trong cầu nguyện. Và chúng ta cũng thấy lúc nãy khi em nói là dậy sớm hơn một chút đấy. Nhiều lần tin mừng nói gì? Sáng sớm Chúa Giê-xu đã vào cái nơi hoang vắng để mà cầu nguyện rồi. Chính Chúa Giê-xu là Thiên Chúa mà cũng còn đi tìm những cái giây phút thanh lặng của nội tâm đấy. Thế là Ngài dậy sáng sớm, Ngài đã đi đến những nơi hoang vắng để Ngài cầu nguyện rồi. Và đó cũng là cái giây phút để cho Ngài sống chậm lại, sống cái giây phút hiện tại, sống mật thiết với Thiên Chúa Cha. Thế chính Chúa Giê-xu cũng dạy cho chúng ta cái bài học đó. Ngoài những cái giờ làm việc phục vụ nó mệt mỏi rồi, thế là sống cái giây phút hiện tại đó, lắng đọng xuống. Rồi sang cái điểm thứ 8, đó là chúng ta đừng coi thường cái sự kỷ luật ở trong cuộc sống. Phải có kỷ luật ở trong cuộc sống của mình thì nó cũng giúp cho chúng ta về cái sự thanh lặng nội tâm. Một cái đời sống kỷ luật. Giờ giấc rồi công việc nó đâu vào đó. Và trong cái sự kỷ luật này thì nó phải có luôn cả cái sự giản dị ở trong cuộc sống. Đôi khi ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta thì phát triển, cái điều đó tốt. Nhưng mà đi cùng với cái sự phát triển đó, đôi khi chúng ta lại vô tình làm cho cuộc sống của chúng ta càng ngày nó càng trở nên phức tạp. Từ phức tạp về vấn đề công ăn việc làm, phức tạp trong cái mối quan hệ của chúng ta giữa người với người. Hôm vừa rồi có một em thanh niên nói với tôi cái câu như thế này, mà chắc là anh chị em cũng thường nghe rất nhiều và cuối cùng có cảm nghiệm của chính bản thân mình nữa, là gì? Em nói rằng con thấy rằng con cứ thích hồi như hộp còn trẻ còn bé thôi, con thấy lớn lên nó phức tạp quá, làm người lớn phức tạp quá. Thế nào, trẻ thì muốn nói thì nói, muốn cười thì cười thoải mái, bây giờ trở thành là người lớn thì nó phức tạp quá. Nào là nói cái gì cũng phải suy đi nghĩ lại, thế nào rồi liên hệ với ai cũng phải tính trước tính sau, là người lớn phức tạp quá. Thế chính trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó phát triển, là chúng ta có những cái mối liên hệ, những mối quan hệ nó sâu sắc hơn, hay là nhiều những cái mối liên hệ trong công việc hơn. Thế đôi khi nó cũng, chúng ta không cẩn thận ra cũng biến cái cuộc sống ta trở nên rất là phức tạp. Thế là làm sao để cho cuộc đời sống của chúng ta nó giản dị đủ. Nó giản dị đủ. Ví dụ như là em là cái người hay đi giảng như thế này, thì nhiều người cũng nghĩ rằng chắc là em cũng phải kiểu cách lắm, từ ăn uống cho đến những cái vấn đề liên hệ này kia vân vân. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Khi đi giảng đứng trước đám đông
thì em là người của công chúng, người đại diện của Chúa, của giáo hội, thì mình có những cái quy tắc mình phải theo. Nhưng mà khi trở về đời sống thường thì em lại rất là thích sống những cái ngày sống rất là đơn giản dị, ngay cả những bữa ăn cũng vậy. Thực sự mà cứ phải đi dự tiệc tùng thì em cảm thấy nó rất là ngại ngùng. Đôi khi cũng chỉ muốn một cái bữa ăn rất là giản dị rồi nghỉ ngơi. Hoặc là nhiều người nghĩ rằng em đi giảng như vậy thì chắc có lẽ là cái người hướng ngoại nhiều và có thể là thích đám đông, cũng phải vậy. Đám đông đó là công việc thôi, là mục vụ thôi. Còn sau những cái giờ giảng thuyết đó thì em rất thích có những giờ thinh lặng, ngồi một mình để suy nghĩ, để cầu nguyện, để nghỉ ngơi. Hay là có nói chuyện thì những cái câu chuyện nó cũng nhẹ nhàng, giản dị. Cho nên chính cái sự giản dị trong cuộc sống đó, cái sự quy luật đó, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta trong cái đời sống nội tâm của chúng ta để phát triển những cái đời sống nội tâm. Và trước khi để nói tới một cái đề tài khác đó, lúc nãy chúng ta nói về vấn đề đời sống nội tâm, để nói về những cái kỹ năng để làm sao để chúng ta có đời sống nội tâm, thì em muốn nói tới một cái điều là của Đức Hồng Y Robert Sara đó, mà trước đây có tặng cho các anh chị, một số các anh chị cuốn sách là Sức Mạnh Của Sự Thanh Lặng đó, phải không nào? Cuốn sách Sức Mạnh Của Sự Thanh Lặng của Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên Bộ trưởng của Bộ Phụng Vụ Và Kỷ Luật Các Bí Tích đó, ở bên Roma đó. Ngài viết cuốn sách gọi là Sức Mạnh Của Sự Thanh Lặng đó. Thì một trong những điều Ngài nói mà em thấy nó rất là chí lý, Ngài nói là gì? Sự thinh lặng ở đây đó là chính Thiên Chúa. Và cái sự thinh lặng của Thiên Chúa không phải là khi không có những cái tiếng động, không có tiếng nói là thinh lặng, không phải vậy. Ngay cả khi có tiếng động, ngay cả khi có tiếng nói, cái sự thinh lặng của Thiên Chúa vẫn hiện hữu. Và nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng thinh lặng có nghĩa là nó trống vắng, nhưng mà nó không phải vậy. Chính trong sự thinh lặng, chúng ta lại mới cảm nhận được sự hiện diện của nhau một cách rõ ràng hơn. Chính trong sinh lặng, chúng ta mới cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và sự hiện diện của nhau nhiều hơn. Chứ còn có khi vì cái sự ồn ào huyên náo đó, nó làm cho chúng ta vô tình không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và sự hiện diện của nhau nữa. Cho nên, thinh lặng ở đây không có nghĩa là trống vắng, mà thinh lặng ở đây ngay cả có cả tiếng nói, cả tiếng kinh, tiếng nguyện, thì chúng ta vẫn cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa và sự hiện diện của nhau. Vì vậy mà Ngài, một trong những cái chương đầu tiên đó, Ngài nói tới là gì? Ngài nói tới cái làm sao để mà thinh lặng trước sự tra tấn của thế giới ồn ào. Sự thế giới ồn ào ngày hôm nay là ngày nó gạt bỏ đi, đôi khi là có những lúc chúng ta phải bỏ điện thoại xuống, mà không những bỏ điện thoại xuống mà phải bỏ điện thoại ra một bên. Có khi có những ngày là chúng ta nên để điện thoại ở đâu đó để không còn phải lo lắng tới cái điện thoại nữa, không còn phải nhét cái earphone, cái đồ nghe tai vào trong tai của mình nữa. Và có những ngày là cần phải tắt hết cả internet đi. Với ngày hôm nay là chúng ta sống trong một cái xã hội đôi khi có tiếng Anh gọi là over communication, tức là có quá nhiều những cái sự đối thoại, quá nhiều thông tin. Nào là TV chưa hết thì lại YouTube chưa hết lại tới Twitter, hay là Twitter chưa hết thì lại tới Google, rồi đủ thứ Messenger, rồi TikTok, hay là có biết bao nhiêu những phương tiện đó. Nó có thể giúp cho chúng ta, nhưng cũng có thể làm cho chúng ta gọi là overwhelming. Tức là làm chúng ta nó quá dư thừa đi. Để rồi chúng ta không còn cảm nhận được nữa. Cho nên khi chúng ta nói cái từ thinh lặng nội tâm đó, từ nãy giờ em nói rất nhiều về những cái gọi là những cái bước, những cái cách chúng ta phải tập. Nhưng mà đi quy lại là gì? Chính cái sự thinh lặng của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng là sự thinh lặng. Mình thấy khi Thiên Chúa làm một cái việc gì lớn lao vĩ đại thì Ngài làm trong sự thinh lặng, trong sự khiêm tốn. Ví dụ khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, sinh ra tại Bethlehem, chỉ có những người trong thinh lặng mới cảm nhận được khi Chúa giáng sinh làm người thôi. Có lẽ trong thành thị lúc đó là người ta đang tiệc tùng, người ta đang vui đùa, bởi vì cái ngày đó là nhiều người các nơi về đó để mà khai nhân khẩu mà, thế là ồn ào lắm. Nhưng mà chỉ nơi cái cánh đồng vắng Bethlehem đó, con Thiên Chúa hạ sinh làm người.
Chỉ có những mục đồng ở ngoài cánh đồng đang thanh lặng trong đêm vắng đó mới cảm nhận, mới được tin rằng Chúa đã xuống thế làm người. Hay những biến cố lớn của Chúa đều trong cái sự thanh lặng cả. Ngay cả khi Chúa Giê-xu bị bắt, bị xử án và chết trên thập giá, thì chính lúc mà dân chúng còn hò hét đi theo đám đông đó thì chưa có những sự kiện, nhưng mà khi còn một mình Chúa Giê-xu trên thập giá trong sự thanh lặng, chỉ còn vài người thân cận thôi, thì những cái lời chăn trối của Chúa, Chúa nói những lời chăn trối đó. Lúc đó người ta mới nhận ra, khi mà cái người lính canh đó mới nhận ra Thiên Đức Giê-xu, cái người bị đóng đinh thập giá, chính là Thiên Chúa thật. Cho nên cái sự thanh lặng của Thiên Chúa đó, và cũng trong sự thanh lặng đó, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, và chúng ta mới cảm nhận được những cái sự việc vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện. Em xin tạm dừng lại đây một chút, để rồi các anh chị không biết là có điều gì muốn chia sẻ hay là có ý kiến thì xin mời anh chị, rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Chứ còn cứ nghe nói về thanh lặng mãi rồi có khi anh chị thanh lặng luôn ấy. Có nghĩa là ngủ gục luôn, rồi ngủ nghe là thanh lặng luôn, cuối cùng là không ai nghe ai nữa. Mời anh chị có điều gì, anh chị có cái trải nghiệm gì hay là có những cái khó khăn gì anh chị có thể chia sẻ, hoặc là có thể đặt câu hỏi để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Dạ, thưa cha. Dạ, mời anh. Con có tham gia một cái khóa cầu nguyện tập trung, thì con thấy là cái bài giảng của cha nó cũng gần giống như là một cái khóa cầu nguyện tập trung mà thiền cho Kitô hữu á cha. Thì trong đó là cũng là một phương pháp để tập thinh lặng. Và cái cách mà thinh lặng ở đây là con không biết là như cầu nguyện tập trung thì thinh lặng và mình cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở đó. Nhưng mà lúc đó là mình lại có những cái tư tưởng hoặc là những cái hình ảnh mà mình gợi nhớ là Chúa, giống như là Chúa bác thánh giá lên đồi Gogotha hay là đại khái là như vậy. Thì con không biết là cái này nó có liên hệ với lại giống như cái lớp cầu nguyện tập trung của con đang học hay không. Thì con không biết là cái cách mà thinh lặng này là giống như cha nói là nó không phải là để cho đầu óc mình trống rỗng giống như thiền, nhưng mà lúc đó mình sẽ tập trung để mình cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở đó với mình. Và những cái lời cầu nguyện lúc đó là mình có những cái mường tượng, những cái hình ảnh mà liên hệ tới Chúa đó. Thì cái đó không biết nó có giống như cái lớp mà con đang học hay không. Vâng, dạ, cảm ơn anh. Nó cũng có những cái điểm tương đồng nhưng mà nó cũng có những điểm khác, tùy theo mục đích. Từ nãy giờ khi mà em nói tới cái sự thanh lặng nội tâm, đây là em nói tới vấn đề thanh lặng chung, chung trong ngày sống. Còn cái mà anh đang nói đó là nó nhiều về vấn đề cầu nguyện. Riêng về vấn đề thanh lặng để mà cầu nguyện đó, thì một cái điểm mà rất nhiều người công giáo chúng ta, đặc biệt ngay cả các tu sĩ chúng em cũng vậy thôi, rất dễ rớt vào tình trạng thì chúng ta cầu nguyện đó, là chúng ta cứ cảm thấy rằng chúng ta cần phải nói cái gì đó, và chúng ta cũng tranh thủ để nói, thấy không nào? Nhiều khi đi vào cầu nguyện chầu mình Thánh Chúa nhưng mà cũng cảm thấy rằng phải nói cái gì đó về đời sống của mình, về những cái ý nguyện, ước mong, ước nguyện của mình, gọi là cố gắng nhét nó vào. Nhưng mà thực sự ra đó là nói thẳng là gì? Đúng, chúng ta cần phải nói những ước mơ, những ước nguyện của chúng ta, nhưng có những lúc là gì? Chúng ta phải tin rằng chúng ta không nói Chúa cũng biết rồi. Cho nên vì vậy mà có những lúc, đặc biệt là những giờ mà chầu thinh lặng, là chúng ta phải tập cái thói quen gì? Ngồi thinh lặng và không nghĩ gì cả, không nói gì cả, để cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa thôi. Để Chúa từ từ chiếm hữu tâm trí, tâm hồn của chúng ta. Bởi vì sao? Bây giờ ở ngoài cuộc sống nó quá bận rộn, chúng ta phải nghe, phải nói quá nhiều rồi. Mà bây giờ vào cái giờ cầu nguyện lại cũng phải nghe, phải nói quá nhiều nữa. Thế cuối cùng là gì? Chẳng có cái gì là thanh lặng nữa cả. Cho đúng, khi chúng ta vào tham dự thánh lễ thì chúng ta đọc kinh chung với mọi người, chúng ta hát chung với mọi người, chúng ta thưa với mọi người. Nhưng mà có những giây phút chúng ta đến để chúng ta cầu nguyện riêng, chúng ta chầu mình Thánh Chúa, hay ngay cả trong gia đình, có những lúc chúng ta cần phải không nói gì cả, chỉ ngồi thinh lặng và biết rằng Chúa biết cuộc sống của chúng ta đang có những cái vui gì, đang có những cái buồn gì, đang có những ưu tư lo lắng gì, và phó thác những điều đó cho Chúa và tin rằng Chúa biết cái điều đó. Chúa biết cái điều đó và hưởng thụ cái sự thanh lặng ở đó thôi.
Chứ nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà chúng ta hay có thói quen gì cứ cố gắng tranh thủ để mà nói, để mà chia sẻ, để mà gọi là nhét những cái ý tưởng cầu nguyện chúng ta vào, không sợ là Chúa không biết thì sao. Cho nên bảo, ví dụ là con của con, rồi chồng của con, rồi vợ con, rồi công an, là cố nhét những cái ý tưởng, những cái ưu tư lo lắng của ta vào, nhưng mà cầu nguyện không hoàn toàn là phải vậy. Chúng có những lúc là chúng ta phải tin tưởng phó thác đủ để mà thanh lặng biết, là tin rằng Chúa biết những cái nhu cầu của chúng ta. Và bây giờ Chúa chỉ muốn chúng ta thanh lặng với Chúa mà thôi. Như lời của Đức cũng Đức Hồng Y Thuận đó, có những lúc Ngài nhiều lo lắng thì Ngài nói Chúa không muốn chúng ta cần lo việc của Chúa, mà Chúa chỉ muốn chúng ta có muốn Chúa thôi. Thế trong cầu nguyện đôi khi chúng ta cũng chỉ nên là gì? Là ngồi như là với Chúa để mà thăm Chúa thôi. Chứ còn mỗi lần đến cầu nguyện là chỉ gọi là xin xỏ rồi tâm sự này kia thôi. Có nghĩa là mình chẳng quan tâm gì tới Chúa cả, mình chỉ quan tâm bản thân mình thôi. Thì nói với Chúa những cái ưu tư, những lo lắng của mình thôi. Còn là thực sự đến với Chúa nhưng mà không phải đến thăm Chúa. Đến xin Chúa thì nó đúng nghĩa hơn. Tức là bởi vì đến toàn là nói những chuyện ưu tư lo lắng của mình thôi. Chứ còn đâu có lo lắng nghĩ là Chúa như thế nào đâu. Mà nói là đến thăm Chúa, đến viếng Chúa, nhưng mà thật sự là đến để cho cái việc của mình. Vì vậy cho những lúc trong cả lời cầu nguyện của ta, chúng ta cũng cần phải có những sự thanh lặng, mà cái là gì? Tin rằng Chúa biết những cái đau khổ, những nhu cầu của chúng ta, và Chúa sẽ giúp cho chúng ta theo cách của Chúa. Còn vì chúng ta đến để chúng ta viếng Chúa, chúng ta đến để thăm Chúa, thì chúng ta hãy để tập trung vào Chúa mà thôi. Dạ, cảm ơn cha đã làm sáng tỏ những cái câu hỏi của con. Con mới hôm rồi con cũng học mới có vài buổi cho nên nó cũng thật sự là nó chưa có sáng tỏ trong cái cầu nguyện tập trung. Nhưng mà qua cái lời giải thích của cha thì con đã cảm nhận được cái việc mà cầu nguyện tập trung nó như thế nào. Con cảm ơn cha rất nhiều. Không có gì anh ạ. Nói như vậy thì em cũng phải đấm ngực ăn năn đó, bởi vì chính bản thân em nhiều khi là chầu mình thánh Chúa đấy, nhưng mà cũng nhét cái này nhét cái kia vào, chứ chưa hoàn toàn để một sự viếng Chúa, thăm Chúa thực sự, mà chưa quan tâm đến Chúa thực sự, mà vẫn quan tâm đến những cái ưu tư của mình nhiều hơn. Dạ vâng, mời chị nào vừa lên tiếng đó. Vâng, chào cha. Dạ vâng, chào chị. À, con có một cái kinh nghiệm buồn cười là con đi Linh Thao á, thì con cũng thinh lặng mà con không nghĩ gì. Nhưng mà cha ơi, khi mà con đi Linh Thao con không nghĩ gì thì con ngửi thấy mùi đồ ăn ở trong trong nhà bếp là con chi chí rồi. Dạ, sau lúc con không nghĩ gì nữa thì buổi tối hôm đó là lấy điểm xong, cái con ngồi con không nghĩ gì luôn, thì lại nghe cái bài khiết khăn áo ấm, thế là con hát theo luôn. thì con cảm thấy con buồn cười, nhưng mà đó là lúc bước đầu thôi, cái bước đầu của con thôi. Và con khi mà con đi vô gặp cha liền thì cha bảo là thôi thì cái giây phút này chị đừng có thinh lặng, chị muốn làm gì làm đến khuya hẳn đi đã, nghĩa là im hẳn đi, chứ bây giờ chị đang có như vậy là chị không được, là chị sẽ nhiều khi cái bài hát là chị hát theo luôn đó, là chị bể luôn cả cái bài giảng luôn á. À, thì con có một cái điều mà khi mà trước hồi xưa đó là chưa có cái kinh mà đọc sau đức lễ, thì con thích cái giờ đó nhất là khi mà đức lễ xong á, là con ngồi gần lặng. Cái thời gian đó là con có nhà con cái biến cố nó nặng lắm, và thật sự là không cần nói chú cũng biết. Thì đi lễ nghe cha giảng đức lễ xong rồi cái ngồi lặng thì không nói gì hết, nhưng mà con cảm nhận được là Chúa hiểu cái đôi đôi buồn của con. Con lặng người, phải nói là thời gian lặng lâu lắm, nhưng mà khi mà con ngồi lặng như vậy á thì tự nhiên con về con cảm thấy là bình an, con rất là bình an. Con cảm thấy là cái giá trị mà khi mà mình đau khổ lắm luôn á, cái là không còn cái gì là bám víu nữa đó, là mình đến Chúa mà cái thái độ mà mình không nói cứ để cho Chúa, thì con nghĩ là Chúa đã biết rồi. Con không nói Chúa đã biết là cái con đã phải suy nghĩ đến cái gì rồi. Thì con ngồi con im lặng, mà con ngồi thật sự là con chỉ ngắm nhìn Chúa, rồi cái nước mắt cứ tuôn rơi ra, rồi lúc đó mới cảm thấy rằng tự nhiên có một cái gì đó nó an ủi con. Nó an ủi con và con cảm thấy con hạnh phúc lắm. Và về tự nhiên cái cuộc sống con nó có một cái đường mới. À, rút cuộc là nó cũng chưa, tại vì khi mà cái con đường nó chưa sáng đâu, nhưng mà con cảm thấy nó yên tâm. Thì con nghĩ là cái điều mà quan trọng nhất là kiên trì, nhưng mà từ từ có thể cảm thấy một lúc nào đó cái sự việc nó sáng ra. Bây giờ con nhớ con vẫn cứ cảm thấy con hạnh phúc là cái giây phút đó. Mà thật sự là nhiều khi mà những cái lúc mà con đang hạnh phúc hay là bình thường vậy, khó lòng mà con lặng được lắm.
Nhưng mà khi mà con gặp sự khổ không có mà con nghĩ là không còn cái gì mà để bám víu vào, người ngoài không ai giúp con được, thì lúc đó con mới cảm thấy rằng khi mà con không còn ai mà giúp con được thì con đúng là Chúa đang ở bên con. Và những lúc mà như cha nói cái câu đầu mà sợ nhất là về vợ không nói gì á, thì cái lạc ở đây á, thì đôi khi con đang cảm nhận được nhiều khi mình không nói gì á, mà là mình đang nghĩ xấu về người đó, mình đang nghĩ về một cái gì mà có thể mình căm thù, có thể mình sẽ trả thù người đó. Cái lặng rất là quan trọng. Thì thôi thà là mình cứ bình thường hóa đi. Con thì giờ là cái tật của con là con không làm thì con làm nhiều việc, nhưng mà con hát. Con cứ hát, nhiều khi con hát về bài, một cái bài dân lễ, rồi nhiều khi con hát một cái bài mà hiệp lễ, con mà đi lễ con vừa rồi con vừa nghe, nó cứ âm ỉ nó xuống như vậy, con không suy nghĩ gì con làm. Thì đôi lúc thì con cũng cảm thấy rằng khi mình hát như vậy thì mình cứ hát, thì con không nghĩ cái gì, ví dụ như ai có cái chuyện gì, cái thời gian mà tụi con hay cãi nhau á, thì thay vì mà con còn thái độ mà con bực tức á, thì con lại hát. Con hát thì con để con cảm thấy rằng nhiều khi nó vuốt ve được cái tự ái của con, rồi những cái gì mà con đã thề hứa là con sẽ không làm lớn chuyện, con sẽ không nghĩ xấu ở kia, thì con hát tự nhiên nó êm. Nhưng mà thật sự là một cái động tác rất là hay, là khi mà con hát như vậy thì ông xã con cảm thấy rằng con đang bình an. Và cái con cứ duy trì như vậy thì khi mà con hát thì con bình an lắm. Thì con cảm thấy rằng cái đôi lúc mà cái lặng của cha nói á, thì cái thời gian mà con lặng thì con hiếm có lắm. Tại vì con là cái người mà hướng ngoại nhiều, mà để lặng thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà con bây giờ con đã tìm được, khi mà cha nói con đã được tìm thấy mấu chốt rồi. Rất là cảm ơn cha. Cái phần câu thứ 8 của cha là con cảm thấy rằng cái mà cần nhất để cho con cảm thấy rằng đôi lúc mình cũng làm chủ được mình. Cái lặng đấy không phải là mình suy nghĩ như hồi xưa là cái tiêu cực, nhưng mà tự nhiên cái thả hồn ra rồi không nghĩ gì, rồi để cho Chúa làm việc thì nó sẽ sáng hơn. Rồi như cái vừa rồi con chia sẻ bài cũng vậy, con viết tùm lum hết á. Rồi khi mà người ta góp ý với con thì con cảm thấy là con phải bỏ cuộc, con không viết bài nữa. Rồi, cảm ơn. Nhưng mà khi mà tụi con ngồi với nhau, tụi con tâm sự với nhau, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì con đã bảo thôi lặng đi, để bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại. Thì đôi lúc đó thì khi mà tụi con ngồi im lại, con không có làm gì hết, máy móc bỏ hết, thì tự nhiên cái hai đứa ngồi im lặng không nói gì, không làm gì hết, chỉ lấy Chúa thôi, thì tự nhiên có một cái điểm sáng. Như cha nói, cái điểm thứ 8 thì con cảm thấy con rất hạnh phúc. Và con cứ nghĩ rằng hôm nay thì thiện hỏi của đó là cũng trở là cũng trong cái tâm trạng của con nữa. Thì khi mà cha giải như vậy thì con cảm thấy là một cái điểm để cho con cố gắng làm sao mà con duy trì được cái tính mà mình im lặng để rồi mình chậm lại trong suy nghĩ, chậm lại trong những hành vi của mình. Thì đó là cái điều mà con xin cảm ơn cha, và con phải cố gắng là con sẽ phải học thêm. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng thanh lặng ở đây không phải chúng ta muốn mà được, mà nó cần phải có sự tập đấy, như chị nói đó. Thế nó phải phát triển từ từ, phải tập, ngay cả khi mà chúng ta đi tĩnh tâm cũng vậy. Ngay cả những tĩnh tâm linh thao, có thể là cái ngày đầu tiên chúng ta vào đó là chúng ta chưa quen với cái sự thanh lặng, hoặc là thanh lặng nó là cái sự thanh lặng bắt buộc cho nó chưa có được hiệu quả lắm. Có khi phải chờ đến ngày thứ 2, chờ đến ngày thứ 3, thì từ từ bắt đầu chúng ta mới quen dần với cái sự thanh lặng đó, và chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được, mới đi vào nó. Cho nên là cái sự thanh lặng, thứ nhất là nó đòi hỏi cái sự tập luyện, cái thứ hai là nó cần phải có thời gian để phát triển từ từ. Chứ bây giờ nếu mà một cái cuộc tĩnh tâm thanh lặng chúng ta đến ngay hôm trước hôm sau về, có khi là chúng ta chưa có cảm nghiệm được gì đâu, mà nó cần phải có thời gian để tập, thời gian để phát triển từ từ để nó đi vào. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là đừng bao giờ xem thường cái sức mạnh của cái sự thanh lặng. Trong cái thanh lặng đó, để làm gì? Để chúng ta có giờ để mà suy nghĩ lại. Ngay cả trong những cái đối thoại giữa vợ chồng với nhau, hay là bạn bè làm việc nhau, đôi khi chúng ta có những cái xung khắc xung đột. Thông thường tâm lý con người là gì? Có những xung khắc xung đột là chúng ta muốn giải quyết ngay, tức là chúng ta muốn nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề ngay. Nhưng có khi là càng cố gắng giải quyết, càng cố gắng giải thích thì nó lại càng rối, nó lại càng phức tạp hơn. Cho nên đôi khi chúng ta lại phải bước lùi lại một chút để mà thanh lặng. Ngay cả khi các anh chị làm việc chung với nhau cũng vậy thôi. Thấy không nào? Đôi khi làm việc chung với nhau cũng có những cái bất đồng ý kiến, hoặc là cũng có những cái xung khắc với nhau. Mà đôi khi có những bất đồng mà xung khắc với nhau thì chúng ta cũng hay muốn là gì? Mau chóng là giải thích.
giải thích quan điểm của mình, giải thích ý nghĩ của mình, rồi muốn làm sao giải quyết sự việc cho trong, thì có khi nhiều khi là càng cố gắng giải quyết thì sự việc nó càng rối, nó càng phức tạp hơn. Cho nên có những lúc chúng ta lại không đi lùi lại một bước, có khi về nhà đi ngủ rất đã, ngủ rất đã cho đầu óc nó tỉnh táo lại, rồi suy nghĩ kỹ lại, thinh lặng, rồi sau đó chúng ta trở lại chúng ta nói chuyện, thì có khi nó lại mới rõ cái vấn đề hơn, nó lại mới giải quyết được vấn đề. Cho nên chính trong thinh lặng nó giúp cho chúng ta suy nghĩ, giúp chúng ta lắng đọng tâm hồn xuống. Và trong thinh lặng nó cũng giúp chúng ta làm gì nữa? Nó còn giúp ta chữa lành nữa. Chữa lành những vết thương lòng của chúng ta. Chữa lành những cái tổn thương của chúng ta nữa. Chính trong thinh lặng đó, nó có sức mạnh để chữa lành cho chúng ta nữa. Khi mà chúng ta nói tới cái vấn đề gọi là thinh lặng một cách tích cực đó, chứ không phải tiêu cực, tích cực, thì nó còn giúp chúng ta chữa lành nữa. Chữa lành những cái mối liên hệ, chữa lành những cái tổn thương của chúng ta, để rồi chúng ta một lần nữa lại mạnh mẽ đủ, lại khiêm tốn đủ để chúng ta trở lại, chúng ta làm việc nhau, cộng tác với nhau. Cho nên đôi khi, nhiều khi chúng ta bị tổn thương nhiều quá, chúng ta cũng cần xin nghỉ một thời gian, gọi là nghỉ theo cái kiểu giận dỗi, mà là xin tạm nghỉ để làm gì? Để chúng ta được chữa lành. Rồi chữa lành rồi chúng ta lại tiếp tục trở lại, chúng ta cộng tác nhau, chúng ta làm việc. Cho nên vì vậy mà chúng ta cũng cần cho nhau cái thời gian thinh lặng đó để chúng ta được chữa lành nữa. Trong cái liên hệ gia đình cũng như là trong việc làm của chúng ta, trong việc làm của nhau, chúng ta cũng cần có những cái đó. Rồi còn có anh chị nào có thắc mắc câu hỏi gì hay là có điều gì chúng ta cần chia sẻ với nhau để giúp cho chúng ta sống cái đời sống thinh lặng nội tâm của chúng ta, để rồi chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, trong việc làm, rồi cảm nhận được sự hiện diện của nhau, làm cho những cái giác quan của chúng ta nó nhạy bén hơn với những môi trường xung quanh và với những cái liên hệ giữa vợ chồng, con cái hay bạn bè, nó cũng cảm thấy nó sẽ được nhạy bén hơn, dễ cảm thông hơn. Nhiều khi ồn ào quá, bận rộn quá, nhiều khi chúng ta lại không có cảm thông cho nhau một cách dễ dàng, hay đôi khi dễ hiểu lầm nhau nữa, hoặc là không có cảm nhận được những cái sự tổn thương hay là những cái nhu cầu của nhau, vân vân. Thì cha cho con hỏi con này xíu. Thì cha tinh lặng nội tâm á, thì với những gì cha chia sẻ đó, và con cũng có cảm nhận là thường thường là đưa mình lên hướng thượng tới một đấng nào đó, mà là đó là đấng Thiên Chúa mình đang tin, và đồng thời nó cũng là mang lại cái chiều kích cho chính bản thân mình. Và khi con có cảm giác khi mình thanh lặng đủ thì con cảm thấy nó ngọt ngào và nó rất là đã, con cứ dùng cái từ như vậy, đó là một cái cảm nghiệm của con. Nhưng mà khi trở lại về với cuộc sống đời thường để mà tương quan tương tác với con cái, vợ chồng, về đồng nghiệp như cha nói á, thì mình phải dùng tất cả những cái giác quan của mình. Thì cho con hỏi cha là liệu những cái biểu cảm của ngôn ngữ không lời á, cả cái thân thể mình, nó có phải là một trường kích nội tâm không cha? Con muốn đặt câu hỏi như vậy. Dạ vâng, có thể được, nhưng mà đó là cái gì, nó cũng phải gọi là đã là nhân đức thì nó phải tập luyện để làm sao để mình biết sử dụng nó cho nó đúng. Ví dụ như lúc nãy chị có nói tới một cái điểm này mà nó nhỏ thôi nhưng mà quan trọng mà rất nhiều người gặp phải. Ví dụ chị nói đó, khi mà mình đi tĩnh tâm hay là mình được nghe những bài huấn đức mà nó giúp cho những cái nhân đức đó, thì vừa nghe xong thấy là lòng mình nó sốt sắng lắm, như chị dùng cái từ là con cảm thấy nó sướng, nó đã lắm đâu nào. Nhưng mà khi mà về đời thường rồi đó thì chúng ta mau chóng bị rớt vào cái hoàn cảnh, lại trở lại cái đường cũ, đúng không? Những ngày tĩnh tâm có thể là sốt mến lắm, nhưng mà về được có khi vài ngày hay một hai tuần rồi nó lại đâu vào đó. Chúng ta không còn cảm nhận được cái điều đó nữa. Thế thì trong những trường hợp đó thì cần phải như thế nào? Thứ nhất đó, là chúng ta trong cuộc sống là chúng ta cần phải có những cuộc tĩnh tâm. Thỉnh thoảng đi tĩnh tâm để có những cái giây phút nó thinh lặng dài hơn. Dài hơn để rồi chúng ta lắng đọng xuống, chúng ta được chữa lành. Rồi chúng ta học những kỹ năng để chúng ta có thể gì thinh lặng đó, đó là những cuộc tĩnh tâm. Ngoài những cuộc tĩnh tâm ra thì chúng ta còn phải có những cái giây phút ở trong ngày sống của chúng ta để chúng ta giữ được cái sự thinh lặng đó nữa. Ví dụ là đi tham dự thánh lễ. Đi tham dự thánh lễ, đặc biệt là Đức Hồng Y Sarah đó,
Ngài có nói tới gì? Cái giây phút hiện diện của Chúa khi mà đọc lời truyền phép, rồi linh mục chủ tế đọc lời truyền phép, rồi đưa mình Thánh Chúa lên đó, trong những sự thanh lặng ở trong thánh lễ đó, nó cũng giúp cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Trong sự thanh lặng cảm nhận sự hiện diện của Chúa để đưa cái sự hiện diện đó trong ngày sống của chúng ta. Hay là như em nói đó, là buổi sáng sớm chúng ta thức dậy, chúng ta dành một vài phút thanh lặng vào buổi sáng đó để cho chúng ta quen với cái ngôn ngữ của sự thanh lặng lúc này chị nói đó. Cái những cái ngôn từ của sự thanh lặng đi. Để một cách nào đó chuẩn bị cho những cái giác quan của chúng ta, những cái cách ứng xử trong thanh lặng ta nó được nhạy bén, nó được nhuần nhuyễn đi. Bằng những cái giây phút thanh lặng trong ngày đó. Rồi một cách tập nữa là gì? Là tập những giờ đi viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, những giờ chầu thanh lặng. Những giờ chầu hát như vậy, những giờ chầu thanh lặng có thể là lúc nào đó các chị có thể là rảnh rồi đi làm về, hay là trong lúc giải lao mà gần nhà thờ có thể vào nhà thờ ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể vài phút trong thanh lặng thôi. Trong thanh lặng thôi. Để làm gì? Để cho ân sủng của Chúa đi vào trong con người chúng ta cách âm thầm, và cũng là cách chúng ta đang tự tập làm cho những cái ngôn ngữ thanh lặng của chúng ta nó trở nên nhuần nhuyễn và nhạy bén hơn. Em xin lặp lại. Để cho những cái ngôn ngữ thanh lặng của chúng ta, những cái giác quan thanh lặng ta, nó được nhuần nhuyễn và nó được nhạy bén hơn qua những cái thanh lặng để mà viếng Chúa Thánh Thể. Những cái giây phút thanh lặng ở buổi sáng trong ngày đó, hay là các anh chị đi làm, thế là cái giờ đi làm thì chắc cũng có một ít phút nghỉ trưa, thế là có thể là mình ăn trưa xong rồi mình có thể là dành vài phút để mình đi dạo bộ một mình, hay là mình tìm một cái góc thanh lặng nào đó để mình ngồi xuống vài phút thanh lặng để làm gì? Để như là làm cho nó đánh bóng lại cái ngôn ngữ thanh lặng của mình. Để đôi khi trong cuộc sống hàng ngày nó có những va chạm giữa vợ chồng, con cái và người khác đó, thì chúng ta biết cách sử dụng cái ngôn ngữ thanh lặng đó cho nó nhuần nhuyễn, cho nó đúng lúc. Đôi khi cái ngôn ngữ thanh lặng là gì? Đôi khi chỉ một cái nụ cười thôi. Đôi khi chúng ta không cần nói gì cả. Một cái nụ cười, một cái sự mỉm cười của chúng ta thôi cũng là một cái tiếng nói rất mạnh rồi. Một cái sự cảm thông, đó là một cái sự an ủi, một cái sự yêu thương từ cái ánh mắt của chúng ta. Thế là chính ánh mắt nó làm cho cái trong sự thanh lặng, nó làm cho cái ngôn ngữ của ánh mắt của chúng ta, cái nhìn của chúng ta làm cho người ta biết rằng à, người ta chỉ nhìn vào ánh mắt của chúng ta thôi, người ta đã hiểu rằng chúng ta muốn nói cái gì, chúng ta có quan tâm không, chúng ta có yêu thương không. Thế là từ ánh mắt, từ cái nụ cười nho nhỏ thôi, thế nào, từ một cái vẫy tay chào, thế nào, từ một cái vỗ vai, từ một cái bắt tay. Đó là những cái ngôn ngữ của sự thanh lặng đó. Ánh mắt, nụ cười, cái vỗ vai, cái bắt tay, thế nào, cái vẫy tay chào. Tất cả đó là những cái ngôn ngữ của sự thanh lặng mà chúng ta không cần phải nói, nhưng mà vẫn có thể truyền đạt được những cái thông tin cho nhau. Mà những cái thông tin đôi khi rất cần trong cuộc sống ngày hôm nay. Ví dụ như nhiều lần đi giảng tĩnh tâm, em có chia sẻ đó, một số các anh trẻ em trẻ Việt Nam nó nói những câu rất là đau lòng. Nó nói là thưa cha, cha mẹ của chúng con không bao giờ đụng vào thân xác chúng con cả. Cha mẹ của chúng con chỉ đụng vào thân xác của chúng con khi cha mẹ chúng con đánh chúng con thôi. Tức quá thì tát cho một cái, đá cho một cái, đấm cho một cái. Nhưng mà bình thường thì không bao giờ vỗ vai nó, vuốt ve nó, quan tâm tới nó cả. Một cách đó chúng ta cũng nói là thiếu cái ngôn ngữ của sự thanh lặng đó. Hay là nhiều khi đưa con đến trường, trước khi con nó chạy vào trường, vỗ vai nó một cái, ôm nó một cái, hôn nó một cái, thấy không nào? Đó là những cái ngôn ngữ mà để cho nó cảm nhận được cái tình thương, sự quan tâm, chứ cũng đâu cần là phải nói nhiều đâu. Thì đó là cho những cái đó, hoặc là những cái giờ chầu, những thánh lễ như đó, nó làm cho chúng ta ý thức hơn để chúng ta thực tập cái ngôn ngữ thanh lặng của chúng ta nó nhuần nhuyễn hơn. Dạ vâng. Cảm ơn cha. Dạ. Không có gì hết chị. Cha cho con hỏi thế này cha. Dạ vâng, mời anh. Dạ, con thấy bên cạnh cái thanh lặng nội tâm đó cha, mình cũng có cái ồn ào nội tâm. Lấy ví dụ như là khi mà mình tránh những cái âm thanh về mặt physical, thì âm thanh về mặt thể lý, khi mình ngồi đó không hề có tiếng động, không hề có một cái gì đó nó làm phiền mình,
nhưng mà lại trong cái đầu của mình á, lúc này là ngổn ngang đủ thứ cái ý tưởng này, ngày mai dạy bài gì đứng lớp ra làm sao, rồi mai chợ búa như thế nào, cơm nước ra làm sao. Cái rốt cuộc về mặt cái physical thì nó có thinh lặng, nhưng mà trong cái mind của mình, trong cái tư tưởng của mình là cả một cái sự ồn ào trong đó. À, thậm chí ngồi trước thánh thể cũng vậy, nhiều khi ngồi ngắm Chúa vậy chứ là cũng suy nghĩ cái này cái nọ. Vậy thì con gọi cái đó là cái sự ồn ào nội tâm. Vậy thì làm sao để clear được cái mind của mình, để làm sao mà làm trống rỗng cái đầu óc của mình, để thật sự mình đạt được cái cảnh giới gọi là thinh lặng nội tâm được nha. Dạ vâng, vâng. À, cảm ơn anh Pháp. À, cái điều này nó thường xảy ra lắm. Đôi khi là cái thinh lặng bên ngoài có, nhưng mà thinh lặng bên trong không có. Ví dụ trường hợp là vợ chồng giận nhau thế nào, không nói với nhau câu nào cả, thì bên ngoài xem là thinh lặng đấy, nhưng mà bên trong thì những cái cơn giông tố nó đang khi cuồn cuộn nổi lên, đúng không? À, như lúc đầu em nói đấy, ra đường sợ nhất công đông về nhà, sợ nhất vợ không nói gì đấy, không nói gì, không phải là cái sự thinh lặng nội tâm, mà có khi bên ngoài không nói thôi, mà trong lòng có khi là biết bao nhiêu những cái giông tố, bão tố đang cuồn cuộn, nó nổi lên. Thế là đúng, cái thinh lặng bên ngoài để làm sao giúp cho chúng ta đạt được cái thinh lặng ở bên trong. Chứ nó không có dừng lại chỉ có những thinh lặng bên ngoài là không nói chuyện, rồi không có nghe nhạc, không có nghe tin tức, không thế này thế kia thinh lặng. Cái thinh lặng bên ngoài đó nó quan trọng, nhưng mà quan trọng để làm gì? Để nó giúp cho chúng ta tạo được cái thinh lặng ở bên trong nội tâm. Mà cái điều của anh vừa chia sẻ đó là cái thinh lặng nội tâm ở bên trong. Thế làm sao để tập cho cái sự thinh lặng nội tâm bên trong đó? Nó không phải chuyện dễ. Thứ nhất là nó cần phải có ơn của Chúa, thứ hai cần có sự kỷ luật tập luyện. Thế là đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là chúng ta phải tập làm sao xin ơn Chúa để chúng ta biết phó thác vào Chúa, tập sống phó thác. Bởi vì ngay cả trong lúc nãy nói đó, ngay trong cầu nguyện mà chúng ta vẫn còn ồn ào bên trong, chúng ta đã thinh lặng được đâu, thì làm sao ở trong cuộc sống chúng ta có thể thinh lặng được? Ngay cả trong cầu nguyện chúng ta vẫn còn đủ thứ những ưu tư, lo lắng, bồn chồn, rồi biết bao nhiêu những cái sóng gió như vậy, thì làm sao ở ngoài đời thường chúng ta có thể thinh lặng được? Cho nên cái điều đầu tiên là chúng ta phải xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, để giúp cho chúng ta tập phó thác cho Chúa. Như lúc nãy em nói đó, có những giờ cầu nguyện chúng ta đến với Chúa, chúng ta thân thưa với Chúa, tâm sự với Chúa, hay là chúng ta đọc kinh, chúng ta cầu nguyện, chúng ta ca hát, nhưng mà có những giờ thinh lặng chúng ta đến chỉ vì Chúa mà thôi, có nghĩa là chỉ có thinh lặng thôi, và biết rằng phải tin rằng Chúa biết những ưu tư, những lo lắng của chúng ta, Chúa biết những cái thăng trầm khốn khổ của chúng ta, và chúng ta không cần nói gì cả mà chỉ cần ở đó với Chúa thôi, tập trung vào Chúa, phó thác cho Chúa thôi. Một trong những điều mà làm cho chúng ta lo lắng, chúng ta suy nghĩ nhiều quá là chúng ta chưa có tin tưởng phó thác vào Chúa đủ. Cho nên chúng ta cứ phải tính toán, mà trước đây em chia sẻ kênh chị em vẫn nói đó, thì nhiều khi chúng ta lo lắng nhiều quá, chúng ta tính toán nhiều quá, thì còn có chỗ đâu mà cho Chúa Thánh Thần làm việc được nữa. Bởi chúng ta tính toán hết rồi, từng ly từng chí tí rồi, lo lắng tính toán xếp đặt từng ly từng tí hết rồi, thì còn có chỗ đâu mà cho Chúa làm việc nữa. Cho nên là vì vậy chúng ta phải tập cái thói quen phó thác, thinh lặng ngay cả trong cái sự cầu nguyện của mình, tin rằng Chúa biết tất cả những cái nhu cầu, những vui buồn sướng khổ của chúng ta. Và nếu Chúa yêu thương chúng ta đủ thì Chúa biết Chúa sẽ giúp ra theo cách của Chúa. Còn giờ phút này đây, chúng ta cứ dành trọn tâm hồn ta cho Chúa mà thôi, chiêm ngắm Chúa mà thôi. Cho nên ngay trong cái những cái phương pháp cầu nguyện đó, ngay cả phương pháp như là phương pháp Lex Divina đi, phương pháp suy niệm lời Chúa 4 bước đó. Tức là bước đầu tiên là chúng ta đọc lời Chúa, có nghĩa là chúng ta nghe Chúa nói với chúng ta. Rồi bước thứ hai là suy niệm, là chúng ta suy nghĩ về những điều Chúa nói với chúng ta. Bước thứ ba là gì? Là chúng ta cầu nguyện, chúng ta thân thưa với Chúa những cái yêu tư lắng thân nghiệp. Cái bước cuối cùng, cái bước cao nhất là gì? Là chiêm ngắm, là suy chiêm, có nghĩa là gì? Chúng ta không nói gì, chúng ta không nghe gì, và chúng ta cũng không nghĩ gì cả, mà chúng ta hoàn toàn để cho Chúa Thánh Thần làm việc thôi. Mà trong các cầu nguyện của các nhà gọi là các thánh, các chuyên gọi là, chúng ta có thể tạm dùng cái từ gọi là chuyên gia về đời sống thiêng liêng cầu nguyện cũng vậy. Một trong cách cầu nguyện cao nhất là gì? Là chiêm niệm, có nghĩa là họ không nói gì cả, họ cũng không nghĩ gì cả,
Và họ hoàn toàn phó thác để cho Chúa làm việc thôi. Thì chúng ta ngay cả trong đời sống cầu nguyện chúng ta, chúng ta cũng phải tập thanh lặng theo cái sự là phó thác vào Chúa. Chứ không phải là chúng ta cứ phải nói cái này, nói cái kia, nói hết những ưu tư lắng. Đúng, có những lúc chúng ta cần nói, nhưng có những lúc chúng ta cũng cần phải thanh lặng. Tức là đầu tiên chúng ta phải xin ơn Chúa, giúp cho chúng ta có đủ đức tin, giúp cho chúng ta có đủ đức cậy, để rồi chúng ta phó thác cho Chúa, để chúng ta đừng có lo lắng nhiều quá. Ngay cả chúng ta đang bận rộn, ngay cả chúng ta đang khó chịu, chúng ta cũng phó thác dâng cho Chúa hết. Chúng ta tập cái sự trống rỗng đó. Rồi, cái điểm thứ hai ngoài phó thác cho Chúa ra đó, thì chúng ta phải có cái sự kỷ luật. Kỷ luật để làm chủ được cái mai của chúng ta này, tư tưởng ta này, chứ còn không là chúng ta là gì, cứ nghĩ lung tung, giờ nào cũng nghĩ, lúc nào cũng nghĩ, nghĩ đủ thứ mọi chuyện cả. Thế là chúng ta cũng phải tập kỷ luật cái bộ não bộ óc của chúng ta, kỷ luật nó để làm gì, để chúng ta cái gì, cái giờ nào để chúng ta lo lắng, cái giờ nào chúng ta nghĩ, còn cái giờ gì chúng ta không nghĩ tới nó nữa. Thứ nhất phó thác Chúa, thứ hai là chúng ta phải có sự tập luyện ở trong đó. Giờ nào là cái giờ để chúng ta suy nghĩ, và giờ nào chúng ta phải thả lỏng, chúng ta cần phải đi ra ngoài đi bộ, chúng ta thả lỏng đi. Thế là nó phải tập kỷ luật để làm gì? Để chúng ta làm chủ được mình, làm chủ được những cái suy nghĩ của mình. Chứ còn không thì cái đầu của chúng ta là nó biết tiếng Việt là dùng cái từ gì cho nó đúng được, tức là nó loạn lắm. Nếu mà chúng ta không làm chủ được thì nó loạn lắm. Nó sẽ nghĩ tới đủ thứ mọi sự trên trời dưới đất cả. Ví dụ thôi, đang ngồi trong nhà thờ, cái nơi thánh thiện tốt lành đấy, nhưng có khi lại đang nghĩ tới một chuyện tội lỗi nào đó. Thế nó loạn lắm. Cho nên chúng ta phải tập làm chủ được cái suy nghĩ của chúng ta. Mà để làm chủ được những suy nghĩ của chúng ta như vậy, thì chúng ta phải tập kỷ luật mình. Phải có cái sự kỷ luật của mình. Mà cái kỷ luật đó như lúc nãy khi em chia sẻ đó, là phải có một cái đời sống kỷ luật, rồi phải có một cái đời sống ngăn nắp đó, thì những cái bên ngoài đó nó sẽ giúp được trong cái sự nội tâm bên trong. Ví dụ như trong các đan viện đi, là cha biển, thánh biển Đức nói là gì, là các đan sĩ là gì, không giữ gì trong phòng mình, ngay cả không có giấu những cái bút chì hay là cái tấm giấy ở dưới gầm giường. Hay là có những cái gì trong phòng là mỗi tuần là đều phải dọn dẹp phòng ốc của mình cho nó gọn gàng sạch sẽ. Không phải để gọn gàng sạch sẽ theo cái nghĩa lý không đâu, mà để sao? Để cho một cái tâm hồn nó thanh thoát nhẹ nhàng, để có một cái sự kỷ luật, để có một cái đời sống giản dị đó. Thì những cái điều đó nó cũng giúp được cho tâm trí của chúng ta, nó tập để đủ chúng ta sao? Có một cái lối suy nghĩ nó giản dị đi, một cái đời sống giản dị đi, một cái sự kỷ luật ngăn nắp đó, nó cũng giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta không có nghĩ lung tung, lúc nào cũng nghĩ rồi ồn ào. Tức là chúng ta phải có cái sự trật tự, một cái sự ngăn nắp ngay trong cái cách chúng ta suy nghĩ, để làm chủ được cái đầu óc của chúng ta, để làm cho đầu óc chúng ta nó giản dị, nó đơn thuần đi. Đó là những cái mà chúng ta cần phải tập. Dạ vâng. Tất nhiên đây thì em nói chung, nhưng mà nó sẽ có những cái phương pháp, nhưng mà chung là hai cái. Một mặt là phải tập phó thác vào Chúa nhiều hơn nữa, tin tưởng phó thác vào Chúa. Cái thứ hai là phải tập cho chúng ta có một cái đời sống kỷ luật, kỷ luật luôn cả cái cách suy nghĩ của mình, làm chủ được cái suy nghĩ của mình, và giản dị trong cuộc sống, để rồi nó cũng giản dị đơn thuần trong cái suy nghĩ của mình, nó ngăn nắp trong cái suy nghĩ của mình. Dạ vâng. Dạ con cảm ơn cha. Không có chi anh. Vì vậy mà chúng ta đấy, cầu nguyện thì có cầu nguyện, nhưng mà dễ bị những cái điều đó. Vì vậy mà chúng ta phải tập luyện những cái phương pháp để mà cầu nguyện. Những phương pháp tất nhiên gọi là phương pháp, có nghĩa nó giúp cho nó là cái mục đích. Và cuối cùng là gì, cũng phải có cái ơn của Chúa. Ơn của Chúa cho chúng ta, và chúng ta cũng phải cộng tác với ơn của Chúa. Hay nói khác là gì, đã là nhân đức thì nó phải tập thôi, phải tập luyện. Chứ còn nếu một cái người mà cứ để cho mình đầu óc mình nó muốn nghĩ thế nào nghĩ, rồi tối ngày nó lo lắng đủ thứ, nó cũng thành thói quen đi. Thế là chúng ta phải nói thôi, không nghĩ tới điều đó nữa, gạt đi. Ví dụ như có một thời gian là em hay tập cái thói quen khi còn là chúng sinh đó, nhiều khi buổi tối lại đi nằm lên giường ngủ rồi đó, nhiều khi còn lo đến bài vở rồi còn nghĩ tới ngày kia, thì em tự nói với mình như thế này này, thôi phải ngủ đi. Không nghĩ tới điều này nữa. Nếu mà tiếp tục nghĩ như vậy không ngủ được đó, thì thứ nhất là sáng mai sẽ rất là khó dậy. Thứ hai là có dậy rồi cũng buồn ngủ, thì đi đọc kinh đi lễ sẽ khó mà tập trung, và học hành ngày tới nó sẽ rất là mệt lắm.
cho nên thôi phải ngủ đi đừng nghĩ nữa. Thế là đôi khi đó là cũng cách là em đang đang tập để kỷ luật cái lối suy nghĩ của mình, gần như ru, nói mình để ru mình đi ngủ đấy. Thôi đừng nghĩ đấy, ngủ đi, nếu mà bây giờ không ngủ đó thì mai sẽ rất là mệt, một ngày dài làm việc sẽ mệt lắm, cho nên tốt nhất thì đừng nghĩ gì nữa, hãy ngủ đi. Thế em tự nói mình cái điều đó, tự khuyên mình đi ngủ, tự ru mình đi ngủ, tự kỷ luật bản thân mình để mà gạt bỏ những cái tư tưởng suy nghĩ đi. Thế là em đã có những cái thời là tập cái thói quen để tự tập cho mình cái điều đó. Dạ vâng. Còn các anh chị có ai có những cái kỹ năng nào mà nó cụ thể rồi nó thực tế mà nó lại hiệu quả này thì chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta cùng học hỏi với nhau. Và nhớ là gì? Là một cái gương cho sự thinh lặng, là không ai hơn là gì? Thứ nhất là Chúa Giê-xu. Sống những giây phút thinh lặng, cuộc sống bôn ba bận rộn như vậy nhưng mà luôn luôn có những cái sự thinh lặng với Thiên Chúa Cha, luôn luôn có những sự thinh lặng để quan tâm tới những người khác. Và một cái tấm gương khác của sự thinh lặng là gì? Là chính Đức Trinh Nữ Maria. Hay là một bức gương của thinh lặng rất là xuất sắc nữa mà năm vừa qua chúng ta kinh nhớ gì? Thánh cả Giuse. Các đứng làm rất nhiều việc, làm những việc trọng thể, những việc lớn lao cho giáo hội, nhưng mà đâu có cần phải nói nhiều đâu. Là những mẫu gương của sự thinh lặng nội tâm. Và trong sự thinh lặng đó, họ có một cái chiều sâu, một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa, một lòng yêu mến tha nhân, yêu mến giáo hội đến mức tuyệt vời, và sẵn sàng dấn thân vì người khác trong sự thinh lặng đó. Cho nên chính bản thân em là cái người mà những năm vừa qua cũng đi giảng, cũng chia sẻ rất nhiều, thì em cũng cảm nghiệm rằng cái cách mà em chia sẻ giảng thuyết mà bằng lời nói như vậy là cái cách giảng thuyết thấp nhất đấy. Cái cách giảng thuyết bằng lời nói như em là cái cách giảng thuyết thấp nhất. Cho nên nếu mà những người mà họ giảng thuyết cao hơn nữa đó thì họ không giảng thuyết bằng lời nói như em đâu, mà họ giảng thuyết bằng gì? Bằng gương sáng của họ. Họ trở thành những nhân chứng, bằng những nhân chứng, bằng những hành động, những việc làm của họ. Cho nên Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul mới nói rằng thời nào thì giáo hội thế giới cũng cần những nhà giảng thuyết xuất sắc, nhưng mà cần hơn cả những nhà giảng thuyết là những nhân chứng, những nhân chứng sống đó. Và Ngài còn nói rằng để cho một nhà giảng thuyết có thể thu phục được người khác, có thể lôi cuốn được người khác, thì không phải chỉ nhà giảng thuyết đó chỉ thu hút bằng lời nói của mình, mà người đó chắc chắn phải cần có một cái đời sống nội tâm, cần phải có một cái đời sống tốt lành, phải là một nhân chứng thì mới có thể thu hút được người ta. Có nghĩa là không những bằng lời nói mà phải bằng việc làm, bằng cả đời sống nữa. Mà Chúa Giê-xu là cái nhà giảng thuyết đó. Chúa Giê-xu nói cái gì, dạy cái gì, Ngài làm cái điều đó. Ví dụ Ngài nói rằng không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng sống mình bạn hữu. Ngài không dạy bằng lời nói không, mà Ngài làm cái điều đó. Ngài chết vì chúng ta. Ngài dạy, Ngài giảng cái gì? Ngài sống cái điều đó, Ngài làm cái điều đó. Cho nên vì vậy cái lời giảng của Ngài nó thu hút người ta, nó thu phục người ta, tâm phục khẩu phục là vậy. Còn như em thì mới gọi là mới nói được thôi, chứ còn chưa có chưa có hoàn toàn làm được, chưa có hoàn toàn sống được, cho nên là còn phải tập lắm. Thì ngược lại với cái đời sống mà thinh lặng nội tâm cũng vậy. Chúng ta cần, ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta học hỏi với nhau, chúng ta có thể trên lý thuyết chúng ta biết nhiều rồi, nhưng mà chúng ta cần phải tập rất là nhiều. Tập để rồi chúng ta có những cái giây phút thinh lặng nội tâm, và chúng ta có những cái ngôn ngữ của cái sự thinh lặng nội tâm, để rồi chúng ta sống được nó nhuần nhuyễn, để rồi chúng ta mới chia sẻ. Và cái điều này nó sẽ giúp ích, nó như lúc nãy anh Phát nói ban đầu đó, để cho chúng ta có thêm năng lượng, để chúng ta có thêm những cái nguồn năng lượng tích cực, để chúng ta sống đời sống gia đình cho hạnh phúc, rồi chúng ta có thể cộng tác với nhau để mà làm việc với nhau, có thể cảm thông cho nhau, tha thứ với nhau, hiệp nhất với nhau để mà phục vụ, để rồi chúng ta không vì cái sự tư lợi riêng của chúng ta hay là cái ý riêng của chúng ta nữa, mà chúng ta dám vì Chúa, vì người khác trong cái sự khiêm tốn, khiêm nhường, để rồi nó tạo ra những cái năng lượng cho cá nhân và cho cả nhóm của các anh chị nữa, để có thể phục vụ mà nó hiệu quả hơn. Để rồi khi các anh chị đi phục vụ, không phải giúp cho người ta bằng những cái công việc của mình không, mà còn giúp cho người ta bằng chính gương sáng của các anh chị nữa. Có nghĩa là khi mình đến, mình giúp cho các gia đình để cho họ có thể sống yêu thương nhau hơn, tha thứ cho nhau hơn, rồi có thể đối thoại nhau tốt hơn,
thì chính anh chị phải là những cái men yêu thương đó, phải là những cái men tha thứ đó, phải là những men cộng tác đó, thì nó mới làm cho cả một khối bột dậy men được. Cho nên cái công việc mà anh chị đến giúp cho các gia đình đó, nó quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cái việc mà các anh chị đến giúp cho những cái gì anh chị có thể làm được cho các gia đình đó, là cách các anh chị sống và các anh chị làm việc với nhau, nó ảnh hưởng trên các gia đình đó. Cho nên chính cái lối sống của anh chị nó sẽ là muối men cho đời. Ví dụ là những cái người đến tham gia một khóa như vậy, họ là như là một cái chậu bột ha. Tất nhiên là Chúa và Chúa Thánh Thần là men, nhưng mà chính anh chị cũng là những hạt men bỏ vào đó để cho cả cái khối bột nó dậy men lên. Một cái ví dụ khác như hôm vừa rồi nói về Đức Mẹ trong cái bài giảng vừa rồi em chia sẻ cho các ông bà ở bên Thụy Sĩ đó, em có nói là gì? Vì một người thừa tác viên thánh thể mang mình Thánh Chúa đến cho người khác, đó là một việc bác ái. Thế mang Chúa đến cho người khác là gì? Là mình mang tình yêu của Chúa đến cho họ, thì chính bản thân mình cũng phải là tình yêu cơ. Chứ giờ mang Chúa đến cho người ta mà giờ người ta không mở cửa cho mình, hay là người ta có những cái lời nói này kia thì mình giận này kia thì lại không được nữa. Bởi sao? Mang mình Chúa đến tình yêu mà bản thân mình có yêu đâu. Thế mang tình yêu Chúa đến cho người khác thì bản thân mình cũng phải là tình yêu, phải là sự tha thứ. Nếu người ta đối xử với mình không tốt, người ta có những lời nói làm cho mình bị tổn thương, cũng phải có thể tha thứ được. Với mình mang Chúa đến mà, thì người ta mới cảm nhận, cái người này mang Chúa đến, họ không chỉ mang Chúa đến cho mình, họ không mang tình yêu đến cho mình, mà chính họ cũng là tình yêu nữa kìa. Thế là chính các anh chị cũng vậy. Các anh chị đến giúp cho các gia đình tốt lắm, nhưng mà chính các anh chị cũng phải là những cái men, những cái yếu tố của sự tha thứ, của sự hiệp nhất, của sự cộng tác với nhau làm việc đó. Thì tự nhiên cái công việc của anh chị, thứ nhất được Chúa chúc phúc, cái thứ hai là gì? Là trong cái sự thinh lặng lúc nãy chị nói, cái ngôn ngữ của sự thinh lặng, các anh chị không cần phải chia sẻ những bài này bài kia, mà chính cách hành động của anh chị cộng tác làm việc với nhau, sống với nhau, cái ngôn ngữ thinh lặng đó nó đã ảnh hưởng tới các gia đình khác rồi. Để cho họ cũng biết cách để họ có thể tha thứ, để cộng tác nhau bằng những cái ngôn ngữ thinh lặng của các anh chị đó. Không phải là dựa vào những bài nói chuyện rất hay của anh chị được trao chuốt, mà là cách anh chị làm việc với nhau, cách anh chị sống với nhau, những cái ngôn ngữ thinh lặng đó nó sẽ ảnh hưởng tới các gia đình khác. Và cảm ơn các anh chị, phải không? Cũng khuya rồi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian quý báu để rồi chúng ta cùng học hỏi với nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, rồi cầu nguyện cho nhau và giúp nhau để rồi chúng ta tập sống cái thinh lặng nội tâm trong cuộc đời cá nhân của chúng ta, trong gia đình, trong công việc làm của chúng ta, rồi chúng ta cùng để chúng ta phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội cho nó tốt hơn. Bởi vì chính trong sự thinh lặng như em nói đó, cái hướng đầu tiên là gì? Là để cảm nhận được Chúa, sự hiện diện của Chúa đến với Chúa trong sự thanh lặng của Chúa. Nó giúp ta trong cái đời sống cầu nguyện, đời sống thiêng liêng của chúng ta. Rồi kế đó là nó còn giúp trong đời sống gia đình của chúng ta, và giúp trong cái đời sống liên hệ công ăn việc làm của chúng ta, và đặc biệt là trong cái việc phục vụ của chúng ta, đặc biệt với các anh chị là phục vụ cho các gia đình. Xin Chúa Giêsu là gương mẫu của sự thanh lặng, Đức Trinh Nữ Mai Thánh Cả Giuse, nói cái chung lại là gia đình thánh gia, là mẫu gương tuyệt hảo của sự thinh lặng nội tâm đó. Cầu bầu cho các anh chị, chúc phúc cho gia đình các anh chị, những công việc các anh chị đã và sẽ thực hiện, cũng như giúp cho mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta biết noi gương các ngài, để chúng ta tập sống cái đời sống thinh lặng nội tâm cho tốt, để chính bản thân ta cũng được tìm được cái sự bình an ở trong Chúa, rồi chia sẻ cái sự bình an cho mọi người. Và chúng ta tiếp tục nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau nha. Tuy rằng không có thường xuyên có cơ hội gặp nhau, nhưng mà nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau thì đó cũng là cái ngôn ngữ của sự thinh lặng đó. 7 năm rồi chúng ta không có gặp nhau, nhưng mà chúng ta vẫn còn nhớ đến nhau, cái điều đó quý lắm. Và đó cũng có thể nói là cái sự ngôn ngữ của sự thinh lặng đó. Vẫn nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau cho rất là quý lắm. Và tạ ơn Chúa là ngày hôm nay thì những cái technology đó, những cái phương tiện như thế này thì nó cũng làm chúng ta bị chi phối nhiều. Tuy nhiên nó cũng làm chúng ta đến với nhau. Chứ bây giờ nếu mà em mà
phải về tận Sài Gòn để giúp cho các anh chị thì có khi nó hơi khó. Nhưng mà qua những cái phương tiện như thế này thì chúng ta đến gần với nhau, cho nên tạ ơn Chúa. Rồi cảm ơn các anh chị và cầu nguyện cho nhau nha. Dạ thưa cha, bởi vì cũng nhờ technology như vậy á, cha đến được dễ vậy, mai mốt cha đến nữa nha. Nếu Chúa muốn, dạ vâng, nếu Chúa muốn là sắp xếp được. Hôm nay thì em chia sẻ với các anh chị, rồi thứ hai này em lại tiếp tục chia sẻ ở trên Zoom cho các ông, các bà, các anh chị ở bên Thụy Sĩ cũng như bên châu Âu. Rồi tuần tới thì em lại bay sang bên Missouri để mà giúp tỉnh Tâm Năm cho một nhà dòng, cho nên chương trình cả mùa hè này cũng tương đối bận rộn. Thế là cầu nguyện cho em, cầu nguyện cho nhau nha. Rồi cũng chúc các anh chị trong ba khóa canh tân sắp tới luôn có tình yêu của Thiên Chúa dìu dắt đồng hành, rồi thêm sức cho các anh chị, để rồi giúp cho rất nhiều những gia đình một cái mục vụ quan trọng ở trong tương lai. Có thể là em cũng sẽ cần cái sự giúp đỡ của anh chị đấy, bởi vì một trong những lãnh đạo của nhà dòng cũng là mục vụ gia đình nữa. Cho nên là vấn đề gia đình ngày hôm nay là một cái nhu cầu rất là cấp thiết, cho nên cảm ơn và cầu nguyện cho nhau. Rồi giờ chắc chúng ta ban phép lành cho nhau. Dạ thưa cha. Dạ. Dạ thưa cha, cho phép chúng con một vài phút. Dạ. Con xin phép đại diện các anh chị trong team canh tân đời sống hôn nhân chúng con. Dạ. Để lời cảm ơn cha. Dạ, chúng con cảm ơn cha rất là nhiều đã dành thời gian cho chúng con trong cái đề tài này. Cái đề tài này cha giúp chúng con thật là quý, nhất là đến trong cái bối cảnh mà hiện nay, cuộc sống hiện nay quá bận rộn, quá tất bật và quá nhiều cái vội vàng mà chúng con cũng bị cuốn theo, rất là khó để tách rời ra cái nguồn đó, làm cho chúng con nhiều khi là như hồi nãy cha giảng thì con thấy đâu đó là nó gói gọn ở trong đó hết tất cả những cái hình ảnh đó, giao tiếp rất là nhiều, thậm chí bây giờ trong một cái điện thoại, một cái điện thoại của con thôi mà mình quá trời nhóm, quá trời nhiều bạn bè, dạ, mà quá trời tin nhắn, quá trời email. Thì nếu mà không có những cái phút dừng chân như vậy thinh lặng thì sẽ làm cho chúng con bị cuốn theo và rất là nguy hiểm trong cái cuộc sống của chúng con. Và đề tài cha đã giúp cho chúng con có những cái gợi ý trong 8 cái điều vừa qua rất là quan trọng và rất là cần thiết đối với chúng con. Và hôm nay trong cái giờ đề tài của cha thì chúng con cũng nhận ra một điều là cha đã giúp chúng con trở về và tìm lại những gì rất là căn bản và rất là quý trong cuộc sống mà do cuộc sống quá bận rộn đã đánh mất của chúng con. Từ những điều bình thường như buổi sáng dậy, cảm nhận tiếng chim hót. Như hồi nãy cha đặt một câu hỏi đơn giản mà con thấy được đánh động rất là nhiều. Bao lâu rồi bản thân con có nghe được tiếng chim hót không? Hình như là không. Mưa thì lật đật mặc cái áo mưa vội vàng, rồi lái xe chạy rất là vội vàng, không có cảm được bất cứ cái gì xung quanh. Mà tất cả đều là nói lên về gói gọn những cái từ mà cha nói, hai từ là sự hiện diện. Nãy con thấy rất là hay ở cái điều đó. Ngày nay con thấy đa số những cái buổi họp mặt là cái sự có mặt nhiều hơn là hiện diện. Dạ, cái điều mà cha nói, nhưng mà nếu mà thinh lặng thì chúng con mới cảm được sự hiện diện. Nếu mà ồn ào thì chúng con sẽ cảm cái sự có mặt hơn. Chỉ có mặt thôi. Dạ, nhưng không phải là sự hiện diện. Dạ. Và từ đó thì chúng con cảm nhận được là thinh lặng giúp chúng con quý sự hiện diện của nhau và trên hết là quý sự hiện diện của Chúa trong đời. Như giây phút này, cái màn hình rất là nhỏ nhưng mà con cảm được cái sự hiện diện của cha với các anh chị trong cái màn hình Zoom này, với bao nhiêu là cái ơn ích và bao nhiêu là năng lượng tích cực đã trao gửi cho nhau. Và qua đó con thấy được sự hiện diện của Chúa rất là rõ nét. Và trong cái bối cảnh chúng con chuẩn bị ba khóa ở Việt Nam và với cái ý thức nhận ra sự hiện diện của Chúa thì sẽ giúp con trên con đường phục vụ sắp tới và lâu dài, nó sẽ đúng như lòng Chúa ước mong hơn. Chúng con sẽ dùng cái sự thinh lặng đó để nhận ra đâu là cái điều chính Chúa muốn và đâu là cái điều phụ. Nếu ồn ào
và không giữ thinh lặng thì có lẽ chúng con sẽ bị nhầm lẫn chính thành phụ, phụ thành chính. Trong cái lúc phục vụ thì như vậy con thấy là nó không sẽ không đi đúng với ao ước của Chúa trao gửi chúng con qua sứ vụ canh tân đời sống hôn nhân. Dạ. Và một cái điều cuối cùng thôi, con cảm ơn cha rất là nhiều. Trong các cái hướng dẫn của cha hồi nãy giờ đó, thì cha thường hay nhắc với chúng con một điều là tập. Cái động từ tập này con thấy rất là quý. Con cảm nhận được sự gần gũi trong đời sống và cái bài giảng của cha. Tại vì những điều này rất khó làm. Thật sự rất là khó làm, mặc dù là con thấy cần thiết vô cùng. Nhưng mà rất là khó làm. Nhưng mà cha đã gửi cho chúng con là tất cả sẽ là tập. Và xin ơn Chúa để chúng con tập được những cái điều quý giá này. Dạ, chúng con xin cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị. Nhân đây em cũng nói luôn là đấy, mấy năm nay rồi em ít khi trả lời email tin nhắn lắm. Không phải là em không quan tâm, không phải là không nhớ tới, nhưng mà có thể là đây cũng cho là một cái ngôn ngữ của sự thanh lặng. Tuy rằng không có thường xuyên liên lạc nhưng mà em vẫn nhớ, vẫn cầu nguyện, vẫn quan tâm. Chứ không phải là không có liên lạc là mình không có quan tâm, không nhớ đâu, có. Và còn cầu nguyện một cách thường xuyên nữa, cho nên chúng ta cũng thông cảm nhau như vậy. Trước khi kết thúc thì em cũng muốn nói, em có chia sẻ với anh chị Pháp Hợp rồi là em có thâu cái bài giảng này, tất nhiên là chỉ có thâu hình của em thôi, và để em phát lên để cho nhiều người khác cũng được học hỏi, về sự thanh lặng. Nó rất là nhu cầu, mà em thấy rằng các chia sẻ của các anh chị cũng rất là hay, bổ ích cho nhau. Và có thể qua đây em cũng muốn quảng bá luôn về cái chương trình canh tân đời sống hơn gia đình, để nhiều anh chị em khác cũng sẽ tham gia vào, tham dự các cái khóa canh tân đời sống hôn nhân gia đình. Nhưng mà không biết là cái cách mà để cho các gia đình mà muốn tham dự thì không biết là họ sẽ liên lạc như thế nào. Ba khóa tới thì các anh chị tổ chức ở đâu? Dạ thưa cha, khóa ở Gia Lai, Đà Nẵng và Sài Gòn. Dạ. Gia Lai, Đà Nẵng và Sài Gòn. Dạ. Và nếu như những người mà họ muốn tham dự đó thì họ đăng ký như thế nào? Họ ghi danh như thế nào? Dạ, ở ba giáo phận chúng con có đại diện để nhận ghi danh hết đó cha. Dạ. Thì bây giờ họ, nhưng mà họ liên lạc với những người đó như thế nào chị? Qua văn phòng của giáo phận hay là? Dạ, các anh chị đó có thể liên lạc với team Sài Gòn chúng con, hoặc là liên lạc với tụi con ở đây rồi cha. Có nghĩa là anh chị, nhưng mà anh chị có một cái website nào để họ liên lạc không? Để họ lấy các thông tin liên lạc không? Dạ có, dạ thưa có ạ. Dạ liên lạc với tụi con rồi tụi con sẽ gửi. Thì dạ. cái tên của cái trang website của anh chị là gì ạ? Dạ, tụi con có cái đường link để đăng ký trang và cái, dạ, cái fanpage của tụi con. Là tên là gì? Hôn nhân, fanpage. Dạ, à, fanpage, trên Facebook, canh tân đời sống hôn nhân. Dạ, dạ vâng. Dạ, vâng. Canh tân đời sống hôn nhân. Nên sẽ để rồi có những người có khi họ nghe qua chương trình này họ cũng biết được, để họ cũng đăng ký tham dự, ghi danh tham dự, để họ cũng biết quảng bá nó rộng rãi hơn. Bởi vì em thấy rằng cái chương trình canh tân đời sống hôn nhân gia đình rất là tốt, rất là hiệu quả, bởi vì em cũng đã được đi tham dự một khóa rồi, cho nên cũng rất là muốn quảng bá cho nhiều người, nhiều gia đình. Và tất nhiên là cũng như anh chị cũng biết rồi, không phải là gia đình phải có trục trặc lục đục, vợ chồng phải cãi nhau đánh nhau chuẩn bị ly dị ly thân rồi mới cần đi tham dự những cái khóa như thế này. Không phải vậy, mà chúng ta nói là canh tân có nghĩa là trong đời sống hôn nhân gia đình là luôn luôn cần phải có những cái sự đổi mới, rồi những cái kỹ năng để sống đời sống hôn gia đình. Cho nên những cái khóa này là giúp cho chúng ta thứ nhất là học những kỹ năng, phải không nào? Kỹ năng trong đời sống hôn gia đình để rồi thăng tiến đời sống gia đình cho nó hạnh phúc tốt đẹp hơn, chứ không phải là có vấn đề mới đi tham dự. Cho nên vì vậy em rất muốn quảng bá để cho nhiều gia đình, nhiều cặp vợ chồng nữa tham dự những cái khóa như thế này để học hỏi. Bởi vì đời sống hôn nhân gia đình ngày hôm nay gặp rất nhiều khó khăn thử thách, thế là cần phải có những cái chương trình, những cái khóa học để hỗ trợ, để giúp cho các cặp vợ chồng, các gia đình để sống hạnh phúc hòa thuận với nhau hơn. Cho nên là cảm ơn các anh chị và cổ võ, cổ quảng bá những cái chương trình này. Cảm ơn. Dạ, chúng con cảm ơn cha đã giới thiệu chương trình. Dạ, do các anh chị tham dự viên sắp tới, cha có thể nói các anh chị lên fanpage, fanpage của canh tân đời sống hôn nhân. Dạ, tháng 6 là chúng con có khóa ở Gia Lai, tháng 7 khóa ở Đà Nẵng,
và tháng 8 là khóa ở Sài Gòn, thời gian là chúng con có đầy đủ hết đó cha. Dạ vâng, rồi cảm ơn các anh chị. Nếu các anh chị lên fanpage, các anh chị xem thông tin cũng được, hoặc là liên lạc với anh chị em chúng con, thì chúng con sẽ gửi trực tiếp qua email, qua Zalo, WhatsApp, Viber, cách nào cũng có. Tạo mọi điều kiện thuận lợi phải không? Dạ vâng, tốt. Dạ, để các anh chị tham gia khóa. Dạ. Dạ vâng. Dạ thưa cha, con mới vừa gửi cái đường link của cái fanpage Tâm Tâm Đời Sống Hôn Nhân qua cái fanpage của cha đó. Ok, rồi. Vâng. Để em có ở đây rồi em sẽ chia sẻ. Dạ vâng. Dạ, chúng con cảm ơn cha. Không có chi. Rồi chắc là mình có giờ cầu nguyện kết thúc được chưa anh Phát nhỉ? Dạ vâng. Dạ, chúng con sẽ dâng lời nguyện kết thúc và sau đó xin cha ban cách làm cho chúng con. Vâng. Dạ, xin mời anh Tiến. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì một buổi gặp gỡ cha cho nhóm chúng con. Chúng con học được từ nơi cha về nói về thinh lặng nội tâm. Tập thinh lặng để chúng con biết lắng nghe. Tập thinh lặng để chúng con biết quan sát, biết lượng giá lại mối quan hệ xung quanh của chúng con. Tập thinh lặng để chúng con biết dậy sớm để lấy lại năng lượng. Và tập thinh lặng giúp cho chúng con được kiên nhẫn, sống những giây phút hiện tại, sống kỷ luật và giản dị trong đời sống, để chúng con nhận thấy xung quanh chúng con thật đáng sống, những mối quan hệ anh em của chúng con đang rất cần có nhau, cùng chia sẻ những nỗi ưu tư, những lo lắng của nhau. Trong giờ phút cầu nguyện này, chúng con cũng xin nhớ đến tất cả các anh chị trong team Tinh Tân Đời Sống Hôn Nhân của chúng con có mặt ở đây hoặc không có điều kiện để có mặt hoặc mặt hôm nay. Xin cho chúng con nhớ đến tất cả mọi người, từng gia cảnh, từng hoàn cảnh của mỗi người. Xin Chúa đến với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra tình yêu của Chúa và mời gọi Chúa ở lại với chúng con trong từng giây phút, trong từng người, trong gia đình của chúng con. Xin cho chúng con dâng lên Chúa giấc ngủ đêm nay. Xin Chúa chúc lành cho giấc ngủ của chúng con, để sáng mai chúng con tiếp tục một cuộc sống mà Chúa luôn mong muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. 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 Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Amen. Amen. Amen.